Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 2321, vẫn là bất ngờ, 2. Kiều Mộng Viện nói, Lương Kỳ Hữu, anh là nói bố vợ của An Đạt Văn, cha của Lương Bách Ni. Trương Dương gật đầu, Lương Kỳ Hữu biểu hiện ra hứng thú nồng hậu với công trình xây dựng thêm và cải tạo cảng Phước Long, anh luôn cảm thấy sau lưng hắn là An Đạt Văn rực dây. Về phần Hắc Quả Phụ, nữ nhân này rất không đơn giản. Nói không chừng cô ta là thông qua quan hệ của An Đạt Văn mới tiến vào được tập đoàn Đỉnh Thiên. Kiều Mộng Viện nói, quan hệ của anh và An Đạt Văn vẫn luôn không được tốt lắm, nếu như quan hệ của anh và Thiệu Minh Phi bị hắn biết, hắn liệu có lợi dụng chuyện này để gây sự không? Trương Đại Quan Nhân thở dài, anh thấy chuyện này 89 phần 10 không hắn đã biết rồi, sở dĩ có lấy chuyện này ra làm văn là vì trước mắt vẫn chưa tới lúc, đó là một quả bom hẹn giờ, sớm muộn gì cũng sẽ nổ. Đôi mi thanh tú của Kiều Mộng Viễn nhăn lại, vừa rồi cô ta còn bởi vì tình một đêm giữa Thiệu Minh Phi và Trương Dương mà cảm thấy rối rắm và buồn bực, lúc này lại không khỏi lo lắng cho Trương Dương, nếu như chuyện này thực sự bị người ta vạch trần, như vậy Trương Dương tất nhiên sẽ gặp phải một nguy cơ cực lớn, cái khác không nói, bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh tuyệt đối sẽ mất smart, tình cảm của hắn và Sở Yên Nhiên tất nhiên sẽ trải qua một hồi khảo nghiệm nghiêm khắc. Kiều Mộng Viễn phát hiện tình cảm của mình đối với Trương Dương đã sớm thăng hoa. Tối nay trong quá trình bọn họ nói chuyện, cô ta không ngờ không thấy ghen tị, cũng không bởi vì tình cảm của Trương Dương và Sở Yên Nhiên có thể sẽ gặp nguy cơ mà sinh suy nghĩ vui sướng khi người gặp họa. Đối với Trương Dương cô ta là quan tâm từ nội tâm, hạnh phúc của hắn chính là hạnh phúc của cô ta, đây không phải là bởi vì không thích mà là bởi vì rất yêu. Kiều Mộng Viện nói, anh có nghĩ tới hay không, có lẽ buổi tối ngày đó không hề xảy ra chuyện gì quá, cô ta chỉ lợi dụng ý thức của anh không tỉnh táo mà lừa anh. Trương Dương cẩn thận nhớ lại một chút, nói khẽ anh cũng có chút hoài nghi. Kiều Mộng Viện nói, nhưng tối hôm đó chỉ có anh và cô ta, ý thức của anh lại không tỉnh táo, với tính tình của cô ta thì nói gì mà chả được, chuyện này là cô ta bịa ra cũng chưa biết chừng. Có điều người biết chân tướng chỉ có cô ta, nếu như cô ta không nói thì chỉ sợ anh nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trương Đại Quan Nhân nói khẽ cái đó cũng chưa chắc. Kiều Mộng Viện mắt đẹp chợt lóe sáng, có ý gì? Trương Đại Quan Nhân nói, anh vẫn có biện pháp khiến cô ta phải nói thật. Kiều Mộng Viện nói, nghiêm hình bức cung, anh sẽ không nghĩ tới phương pháp sứt sẹo như vậy chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Đại Quan Nhân bật cười ha ha, hắn đến gần Kiều Mộng Viện hơn một chút. Kiều Mộng Viện lại dịch sang, bị hắn chen cho tới sát sofa, Kiều Mộng Viện gắt, cách em xa chút, cứ nghĩ đến anh và cô ta là trong lòng em liền không thoải mái. Trương Đại Quan Nhân vẻ mặt vô tội, chuyện này anh là người bị hại, em nên thông cảm cho anh mới đúng. Kiều Mộng Viện nói, thông cảm cái đầu anh, nếu như không phải anh chủ động tìm tới cửa thì sao lại trúng bẫy của người ta. Trương Dương ôm eo nhỏ của cô ta, thời khắc mấu chốt anh vẫn có thể chịu được dụ hoặc. Em sao không nhìn ra nhỉ? Trương Dương nói, nhưng đối với em thì anh một chút năng lực kiềm chế cũng không có. Tránh ra, đừng chạm vào em. Hắc Quả Phụ Thiệu Minh Phi dối chuyện nói dối là mình mai thai có chút thẹn quá hóa vụng, cô ta cũng không ngờ y thuật của Trương Dương lợi hại tới như vậy, chỉ dựa vào bắt mạch đã nhìn thấu cô ta nói dối, tiến tới bởi vì chuyện này mà sinh ra hoài nghi với tất cả đã phát sinh trong đêm đó. Trương Dương cân nhắc tới mê hồn thuật, nhưng loại người như Hắc Quả Phụ Thiệu Minh Phi tính cảnh giác rất cao, chưa chắc đã có thể tìm được thời cơ thích hợp để xuống tay, có điều hắn vẫn nghĩ tới một số biện pháp. Hôm ấy khi phong lưu một đêm với Thiệu Minh Phi, trên giường dính không ít vết máu, Thiệu Minh Phi nói là kinh của cô ta. Trương Đại Quan Nhân lúc ấy cũng không hề để ở trong lòng, nhưng về sau phát hiện trên áo sơ mi của mình cũng dính một số vết máu, vốn muốn ném cái áo sơ mi này đi rồi, nhưng cuối cùng hắn ma xui quỷ khiến thế nào vẫn giữ lại, lúc đó là muốn tạm thời lưu lại kỷ niệm cho một đêm nghiệt duyên này, nhưng không ngờ cuối cùng lại có công dụng. Coca mà Thiệu Minh Phi từng uống vẫn còn ở bên trong xe. Từ trên đó có thể lấy dấu vân tay của cô ta rồi kiểm tra nhiễm sắc thể, cộng thêm vết máu trên áo sơ mi, Trương Đại Quan Nhân đã có hai vật chứng. Triệu Quốc Cường tuy rằng không biết mục đích của Trương Dương là gì, nhưng đối với Trương Dương nhờ giúp đỡ thì vẫn rất sảng khoái đáp ứng, biểu hiện của Trương Đại Quan Nhân vô cùng khẩn trương, khi tiến hành đối chiếu thì thằng cha này cũng ở đó. Kết quả có rất nhanh, chuyên gia kiểm nghiệm cao cấp của khoa giám chứng cầm báo cáo đi ra. Trương Đại Quan Nhân lao lên trước giật lấy báo cáo, thuật ngữ chuyên nghiệp bên trên hắn nhìn không hiểu gì cả, thế này có nghĩ là gì? Triệu Quốc Cường lắc đầu, hắn cũng nhìn ra sự khẩn trương của Trương Dương, nhìn lướt qua báo cáo.
chuyên gia kiểm nghiệm nói, hai mẫu này là của hai người khác nhau. Trương đại quan nhân trợn trừng hai mắt, gì cơ? Chuyên gia kiểm nghiệm lặp lại, hai mẫu này tới từ hai người khác nhau, để cẩn thận chúng tôi đã tiến hành kiểm nghiệm tất cả khả năng. Hai mẫu đều thu thập từ nữ tính, nhưng dấu vân tay trên coca và vật lưu lại trên nắp, thuộc cùng một người, vết máu trên áo sơ mi thì thuộc người khác, chúng tôi còn phát hiện vật di lưu khác trên áo sơ mi. Trương đại quan nhân nói, thứ gì? Tinh dịch. Trương đại quan nhân hận không thể tát vào miệng mình mấy cái, lão tử đây không phải là phạm tiện ư. Không hỏi thêm câu này thì chết à. Chuyên gia kiểm nghiệm không phát hiện ra sự xấu hổ của Trương Dương, hắn tiếp tục nói, tinh dịch và mẫu máu không phải của cùng một người. Trương đại quan nhân nghĩ thầm anh không phải là nói thừa ư. Vừa nói máu là của nữ nhân, anh đã thấy nữ nhân có thứ đó bao giờ chưa? Hắn thật sự muốn bịt miệng chuyên gia kiểm nghiệm này lại không cho nói nữa. Nhưng vị chuyên gia này hiển nhiên là người vô cùng nghiêm cẩn, hắn tiếp tục nói, mẫu này chắc là khi nam nữ phát sinh quan hệ lưu lại, căn cứ vào phân tích của chúng tôi đối với mẫu máu, người sở hữu mẫu này chắc là lần đầu. Nói cách khác cô ta là xử nữ. Trương đại quan nhân há hốc miệng, trời, thế cũng xét nghiệm ra được à. Nhưng kết quả này không khoa học, Thiệu Minh Phi tuyệt đối không phải. Hơn nữa từ phán đoán của Trương đại quan nhân mà nói, kinh nghiệm trên phương diện này của cô ta rất phong phú. Nếu như kết quả của khoa giám chứng không sai, như vậy chuyện này cũng chỉ tồn tại một khả năng, mình và Thiệu Minh Phi vào buổi tối hôm đó không hề phát sinh gì cả, hai người bọn họ hoàn toàn thanh bạch, nhưng chuyện lại càng thêm khó bể phân biệt, máu trên áo sơ mi của mình là của ai. Tối hôm đó dưới tình huống mất ý thức, mình rốt cuộc đã chiếm đoạt đêm đầu của Hoang Hoa khuê nữ nào. Trương đại quan nhân lúc này tâm loạn như ma. Chương 2322, vẫn là bất ngờ 3. Khi Trương Dương chú ý kết quả xét nghiệm thì Triệu Quốc Cường ở bên cạnh lưu ý biến hóa trên vẻ mặt của thằng cha này. Cái này cũng là bệnh nghề nghiệp của cảnh sát. Sau khi rời khỏi khoa giám chứng, Trương đại quan nhân vẫn lộ ra vẻ không yên lòng, Triệu Quốc Cường vỗ vai hắn, hắn mới hồi phục lại tinh thần, cười nói, cảm ơn anh. Triệu Quốc Cường nói, anh cha thứ này làm gì? Trương Dương nói, tạm thời giữ bí mật. Triệu Quốc Cường trước giờ luôn lão luyện thành thục nói một câu rất hiếm có, áo sơ mi đó có phải của anh hay không? Trương đại quan nhân ấp úng, chuyện này hình như đâu liên quan gì tới anh. Triệu Quốc Cường nói, có cần tôi tra dấu vân tay không? Trên sao 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 coca có dấu vân tay, có lẽ tôi có thể ở trong kho tin tức tìm được người sở hữu. Trương đại quan nhân lắc đầu như đánh trống bỏi, không phiền đến anh. Quốc Cường, chuyện này anh cứ coi như chưa phát sinh, tôi đi trước. Trương đại quan nhân vội vàng đào tẩu, lái xe của hắn vừa ly khai cục công an thì bên kia liền nhận được điện thoại của Kiều Mộng Viện, Trương Dương, Nguyên Hòa Hạnh Tử đến Bắc Cảng, nếu tiện thì anh mau tới Kim Sắc Hải Loan gặp mặt cô ta. Trương Dương nói, em đi không? Kiều Mộng Viện ừ một tiếng, không, mệt rồi, em vẫn đang ngủ, đều là tại anh. Trương đại quan nhân cười hiểu ý, muốn nói phát hiện vừa rồi với Kiều Mộng Viện, nhưng lời nói đến môi thì đành nuốt vào, chuyện này thôi đừng giải thích. Càng giải thích thì càng hồ đồ, rốt cuộc buổi tối hôm đó người lên giường với mình là ai? Nguyên Hòa Hạnh Tử đội mũ lưỡi chai màu trắng, quần tây màu trắng ngồi trong vườn hoa sân thượng của Kim Sắc Cảng Loan, ánh nắng chính ngọ rất gắt, mọi người phần lớn đều tiến vào dưới ô che nắng, chỉ độc có một mình cô ta ngồi dưới ánh mặt trời, làm bạn với cô ta chỉ có bóng nghiêng dưới chân. Một đạo thân ảnh che khuất ánh nắng trước mặt cô ta. Nguyên Hòa Hạnh Tử ngẩng đầu lên, nhìn thân hình cao ngất của Trương Dương. Tuy rằng mặt hắn ngược sáng, những nụ cười vẫn rất sáng lạn. Nguyên Hòa Hạnh Tử thản nhiên cười cười, anh sao biết tôi ở đây? Khi hỏi cô ta đã nghĩ tới nguyên nhân. Trương Dương ngồi xuống ghế dựa đối diện cô ta, đám cán bộ quốc gia như chúng tôi, khứu giác rất thính, tôi ngửi thấy mùi của cô nên tới. Nguyên Hòa Hạnh Tử không nhịn được bật cười như chuông bạc, đôi mắt trong suốt như hồ nước nhộn nhạo, rất ít có người nói mình như vậy, anh không sợ người khác nói anh là... Nói còn chưa dứt lời cô ta lại bật cười. Trương đại quan nhân nhìn miệng cười của cô ta, cả người ngây ra đó. Nụ cười của Nguyên Hòa Hạnh Tử bởi vì ánh mắt của hắn bỗng nhiên thu liếm, cô ta biết Trương Dương vì sao nhìn mình như vậy, cũng không là vì cô ta là vì Cố Giai Đồng. Trương Dương rất nhanh liền ý thức được sự thất thố của mình, đánh trống lảng cười nói, xin lỗi. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, đối mặt với một người, trong đầu lại nghĩ tới một người, đích xác là chuyện rất không lịch sự. Trương đại quan nhân nói, cô quan tâm à? Nguyên Hòa Hạnh Tử cầm cốc trà lên, nhấp một ngụm trà chiều thanh tâm thanh nhã, quan tâm.
Bồi Bàn mang tới một cốc bạch trà, Trương Dương nhấp ngụm trà, ánh nắng gắt chói khiến mắt hắn phải nheo lại, mặt trời độc quá, cô không sợ phơi nắng bị đen à. Nguyên Hòa Hạnh Tử đặt chén trà xuống, giọng nói dễ nghe như khay chạm nhau, tựa như chuông gió, ánh mặt trời là lễ vật mà tự nhiên ban thưởng cho chúng ta phải biết quý trọng. Trương Dương nhìn ra thịt trắng nõn cơ hồ có thể ứa ra nước của Nguyên Hòa Hạnh Tử, chậc chậc lấy làm lạ, thiên sinh lệ chất, phơi nắng thế nào cũng không đen. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, có ý thức được anh bắt đầu lạc đề rồi hay không? Trương Đại Quan Nhân cười nói, anh không nhắc nhở tôi thì tôi cơ hồ quên mất chủ đề của chúng ta hôm nay là gì. Nguyên Hòa Hạnh Tử nhẹ nhàng gõ lên ngón trà Cảng Phước Long. Trương Dương nói, anh hiện tại nghĩ sao? Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, hợp đồng của tập đoàn của chúng tôi và Quý Phương vẫn còn. Trương Dương nói, tôi không phải là phía chủ động xé bỏ hợp đồng, phu nhân nên biết, là Quý Phương đề xuất bội ước trước. Hơn nữa trong xây dựng bước đầu của các anh không hề nghiêm khắc tuân thủ quy định tương quan trên hợp đồng, rất nhiều chỗ không phù hợp với tiêu chuẩn nghiệm thu của chúng tôi. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, pháp nhân của tập đoàn Nguyên Hòa từ lúc đầu tới bây giờ vẫn đều là tôi, ngôn luận nào đó của Nguyên Hòa thu trực chỉ có thể đại biểu cho chính hắn, chứ không thể đại biểu cho tập đoàn. Về phần điểm thứ hai mà anh nói, phía xây dựng công trình tuy rằng là chúng tôi, nghiệm thu lại do Quý Phương phụ trách. Nếu không phù hợp với tiêu chuẩn các anh thì vì sao có thể thông qua nghiệm thu? Có lẽ anh không nên đổ toàn bộ trách nhiệm lên người chúng tôi. Trương Dương cầm bạch trà lên uống một ngụm, Hạnh Tử, con người của tôi không thích quanh co lòng vòng, tôi đối với cô không có bất kỳ thành kiến nào cả, tôi cũng nguyện ý hợp tác tiếp với cô, nhưng trong quá trình hợp tác rất nhiều chuyện đều là ngoài ý liệu, sóng thần lần này đã tạo thành tổn thất nhất định cho cả hai bên chúng ta, là xấu chuyện xấu nhưng đồng thời cũng là chuyện tốt. Từ trên ý nghĩa nào đó thì nó đã làm ra một lần kiểm nghiệm, sự thật chứng minh, thiết kế và thi công của tập đoàn Nguyên Hòa cũng không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Trương Dương lại uống ngụm trà rồi nói, tuy rằng chúng ta đã đi trên con đường sai lầm cũng may chưa đi quá xa, vẫn còn kịp quay đầu lại. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, ai nên trả giá cho điều này? Chẳng lẽ là chúng tôi ư? Trương Dương nói, tôi thừa nhận, trong chuyện này hai bên đều có trách nhiệm. Xin lỗi và kiểm điểm cũng không thể bồi thường cho tổn thất mà chúng tôi phải gánh chịu. Trương Dương nói, cô có yêu cầu gì thì cứ nói ra, tôi có thể cân nhắc. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi yêu cầu các anh tiếp tục thực hiện hợp đồng. Trương Dương lắc đầu, chuyện này tôi không làm được. Nguyên Hòa Thu Trực đã chủ động đề xuất giải ước, chúng tôi sau khi trải qua cân nhắc thận trọng thì đã đồng ý. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, hắn căn bản không đại biểu được cho tập đoàn. Còn nói cái gì hoan nghênh bên ngoài tới đầu tư, sáng tạo chính sách và điều kiện tiện lợi tốt nhất cho nhà đầu tư, căn bản là nói cho có, thân là bí thư thị ủy, anh không cảm thấy hổ thẹn ư? Trương Dương nói, quốc gia của chúng tôi tuy rằng hoan nghênh đầu tư bên ngoài, nhưng không phải không có lựa chọn, Hạnh Tử, có một số lời tôi không muốn nói quá rõ, tập đoàn Nguyên Hòa dựa vào gì mà lập nghiệp, cô chắc rõ hơn tôi. Nguyên Hòa Hạnh Tử lạnh lùng, dựa theo logic của anh. Phàm là người đã phạm sai lầm thì không nên tiếp tục sống trên thế giới này. Thật có lỗi, nước tôi đối với đầu tư ngoại lai có quy định nghiêm khắc, hợp tác giữa chúng ta nhất định không thể tiếp tục. Nguyên Hòa Hạnh Tử, nói chỉ sợ không chỉ là lý do này. Trương Dương gật đầu nói, đúng, có rất nhiều lý do, tôi có thể nói với cô là lúc đầu cá nhân tôi có khuynh hướng nghiêng về tập đoàn Tinh Nguyệt. Nếu như không phải ngày đó ngẫu nhiên xảy ra chuyện, người thắng cũng không phải là các cô. Tôi có thể nói với cô vào ngày sóng thần xảy ra, chúng tôi phái đội cứu viện tới tổng bộ tập đoàn Nguyên Hòa để cứu người, nhưng sau khi chúng tôi tới, lại đối mặt với một sát cục mà ninja phía Nhật bày ra. Nguyên Hòa Hạnh Tử trợn mắt lên. Trương Dương nói, tôi rất muốn tin cô không hề biết gì cả. Hắn tạm dừng một chút rồi lại nói, trong ấn tượng của tôi cô là người thiện lương. Là cô ta chứ không phải tôi. Nguyên Hòa Hạnh Tử nhìn thẳng vào hai mắt Trương Dương. Chương 2323, vẫn là bất ngờ 4. Trương Dương nói, cô rất giống cô ta, tuy rằng cô không phải cô ta, nhưng ấn tượng của cô trong lòng tôi cũng rất tốt đẹp. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, đứng dậy đi, khi hắn đi, chặn ánh mắt trời trước mặt Nguyên Hòa Hạnh Tử. Thân ảnh của hắn đã bao trùm cả người Nguyên Hòa Hạnh Tử, Nguyên Hòa Hạnh Tử bỗng nhiên từ đáy lòng cảm thấy một loại run rẩy nói không nên lời, cô ta nhanh chóng nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra một hình ảnh kỳ quái. Trương Dương ở phía sau cô ta, ôm chặt lấy cô ta, hôn môi cô ta, Nguyên Hòa Hạnh Tử cắn chặt môi, ép mình phải mở hai mắt, bóng dáng của Trương Dương đã đi xa, nhìn thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời, ánh mắt của cô ta bỗng nhiên đã ươn ướt.
Hắc quả phụ Thiệu Minh Phi lại tới văn phòng của Trương Dương, hôm nay cô ta mặc trang trọng hơn rất nhiều, còn đặc biệt đeo một cái kính vuông gọng đen, dùng để che đi hai mắt như hoa đào của cô ta. Phó Trường Trinh lần này không chế tạo bất kỳ chướng ngại gì cho cô ta, tự mình dẫn cô ta tới văn phòng của Trương Dương. Thiệu Minh Phi nhìn văn phòng cũng có thể nói là xa hoa này, chậc chậc tán dương, chẳng trách ai cũng tranh nhau muốn làm quan quả nhiên tiêu diêu tự tại. Trương đại quan nhân ngồi sau bàn làm việc, khi Thiệu Minh Phi vào hắn vẫn giữ tư thái đang viết. Hắn ngẩng đầu buông bút, giả vờ giả vịt cười cười với Thiệu Minh Phi, mời ngồi. Tay hắn chỉ vào sofa ở đằng xa. Thiệu Minh Phi nhìn sofa một cái, không dựa theo lời nói của hắn ngồi xuống, mà là vòng tới bên cạnh Trương Dương. Hôm nay mùi nước hoa trên người cô ta rất đậm, có điều mùi của loại nước hoa này vô cùng mê người. Cho dù đậm, cũng không khiến người ta cảm thấy phản cảm. Cái mông với đường cong mê người của Thiệu Minh Phi đặt lên cạnh bàn làm việc của Trương Dương, nói khẽ em thích ngồi gần anh cơ. Trương đại quan nhân nói, tình huống hiện tại cô hình như không thích hợp bò cao trên thấp. Thiệu Minh Phi bật cười khanh khách, anh quan tâm em hay là quan tâm? Cô ta kéo tay Trương Dương đặt lên bụng mình. Tuy rằng cách một lớp quần áo, nhưng vẫn có thể cảm thấy sự mềm nhẵn của da thịt bụng cô ta, đổi thành bình thường, Trương đại quan nhân có lẽ sẽ cảm thấy đây là một loại hưởng thụ, tiện nghi này không chiếm thì phí, nhưng từ sau khi biết Thiệu Minh Phi hạ âm mưu. Trương đại quan nhân đối mặt nữ tử mặt như hoa đào tâm như rắn rết này thì rất chán ghét. Nhưng hắn không vạch trần cô ta quá sớm, nói khẽ cô định làm gì. Thiệu Minh Phi biết rõ còn cố hỏi, định là gì là định làm gì. Anh nói chuyện sao không đầu không đuôi thế. Trương đại quan nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng cô ta, chuyện này cô đã nghĩ kỹ chưa? Hắn nặn ra vẻ mặt cực kỳ rối rắm. Trương đại quan nhân càng rối rắm thì trong lòng Thiệu Minh Phi càng cao hứng. Cô ta cho rằng mục đích của mình cũng sắp đạt được rồi. Ôn nhu nói chưa, tối hôm qua phản ứng mạnh quá, em nôn hai lần. Trương đại quan nhân nhìn thấy bộ dạng làm bộ làm tịch của cô ta thì thiếu chút nữa ói ra. Trương Dương nói, Minh Phi, tôi muốn thương lượng chuyện này với cô. Thiệu Minh Phi nói đi, giữa chúng ta không có gì khó nói cả. Trương Dương nói, cô thấy, tình huống hiện tại của tôi khá phức tạp, có thể. Thiệu Minh Phi nói, anh muốn em bỏ đứa bé này. Trương đại quan nhân nhếch miệng, thật ra tôi cũng biết thế với cô là không công bằng, nhưng... Mày liễu của Thiệu Minh Phi dựng thẳng lên, nói, Phi. Anh còn tính người không? Trương đại quan nhân nói, tôi. Thiệu Minh Phi nói, tôi nhìn lầm anh rồi. Anh căn bản chính là nam nhân không dám nhận. Không, anh căn bản không phải là nam nhân. Trương đại quan nhân vẻ mặt đau khổ, Minh Phi, chuyện này nếu như truyền ra. Tôi coi như xong, cô có điều kiện gì, tôi đều có thể đáp ứng, nhưng đứa nhỏ này thì không thể giữ lại. Thiệu Minh Phi lạnh lùng nhìn Trương Dương, giống như lần đầu quen hắn, Trương đại quan nhân biết cô ta đang diễn trò. Thật ra chính hắn cũng chẳng phải đang diễn trò ư. Trương đại quan nhân vươn tay như muốn cầm tay Thiệu Minh Phi, Thiệu Minh Phi hất tay hắn ra, đứng dậy nói, Trương Dương, anh nhớ kỹ những lời anh nói hôm nay cho tôi. Trương Dương nói, chúng ta không thể ở bên nhau, tôi đối với cô căn bản không có loại tình cảm này. Thiệu Minh Phi nói, Trương Dương, anh chắc không hiểu tôi rồi, mỗi con người của tôi tuy rằng rất ham chơi, nhưng tôi làm việc rất nghiêm túc, có một số việc tôi nếu đã nhận chuẩn thì không ai thay đổi được cả. Trương Dương nói, cô có điều kiện gì, nói ra nghe thử đi. Thằng cha này rất có ý tứ xé rách ra mặt. Thiệu Minh Phi nói, tạm thời chưa nghĩ ra, chờ nghĩ ra rồi tôi sẽ liên lạc với anh. Cô ta tựa hồ có chút tức giận, bước nhanh ra ngoài, khi rời khỏi văn phòng của Trương Dương thì vừa hay gặp Kiều Mộng Viện tới tìm Trương Dương. Ánh mắt nhìn đối phương với hai người cũng không có bất kỳ thành phần hữu hảo nào, Thiệu Minh Phi cố ý sửa lại mái tóc, ưỡn cao ngực, rồi mới ngạo mạn đi qua bên cạnh Kiều Mộng Viện. Khóe môi Kiều Mộng Viện lộ ra vẻ khinh miệt, tới văn phòng của Trương Dương, nhìn hắn tức giận nói, xem ra hai người không hề thiếu lời muốn nói nhỉ. Trương đại quan nhân cười cười đứng dậy, tới bên cạnh Kiều Mộng Viện, vươn tay ra ôm eo cô ta. Kiều Mộng Viện gắt, nơi này là văn phòng, chú ý ảnh hưởng một chút. Trương Dương vẫn cường hành ôm cô ta vào trong lòng, ghé vào tai cô ta rồi nói, cô ta cứ từng bước ép sát anh, luôn miệng tuyên bố mình mang thai. Mục đích chính là làm loạn trận cước của anh thấy cô ta cũng sắp đề xuất điều kiện rồi. Kiều Mộng Viện không nhịn được liền nói mát, một ngày vợ chồng trăm ngàn ân, cho dù cô ta mang thai là giả, dù sao hai người cũng từng có tình duyên, làm việc cũng không thể quá tuyệt tình được. Trương đại quan nhân nghĩ thầm anh và cô ta làm gì có tình duyên gì,
cười nói, một ngày đầu thể nào so sánh được với trăm ngày của chúng ta. Kiều Mộng Viện đỏ mặt đẩy hắn ra, cút, anh đem em so sánh với cô ta à? Trương đại quan nhân nhìn ra cô ta đã có chút tức giận, thế mới biết đã vô tình chạm phải vảy ngược của Kiều Mộng Viện, vội vàng làm dịu, anh nói hưu nói vượt, em đừng nghĩ sai, cái đó, anh và cô ta không có gì cả, à mà em tìm anh có việc gì? Cơn giận của Kiều Mộng Viện vẫn chưa hết, tìm anh đương nhiên là vì việc công rồi. Trương Dương nhìn đồng hồ rồi nói, hay là chúng ta ra ngoài ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Kiều Mộng Viện đẩy hắn ngồi lại xuống ghế, bàn việc công thì cứ ở đây. Trương đại quan nhân không nhịn được liền bật cười, anh sao phát hiện em hiện tại đề phòng anh như đề phòng trộm ý nhỉ? Kiều Mộng Viện cười nói, không phải phòng trộm mà là phòng sói. Trương Dương gật đầu, ở trước mặt em anh chính là một con sói, sói như ý lang quân. Kiều Mộng Viện nói chính sự đi, chuyện của Cảng Phước Long anh rốt cuộc tính thế nào? Trương Dương, nói giải quyết việc chung thôi, tập đoàn Nguyên Hòa khẳng định là bị loại, anh đã nói rõ với Nguyên Hòa Hạnh Tử rồi. Kiều Mộng Viện nói, tập đoàn Nguyên Hòa sẽ không cam tâm chịu thiệt nhiều vậy đâu. Trương Dương nói, vấn đề nguyên tắc, một bước cũng không nhường. Kiều Mộng Viện, nói đó chính là nói thôi, trước mắt người có thể nhập vây chỉ còn lại hai đại tập đoàn Tinh Nguyệt và Đỉnh Thiên. Trương Dương nói, em thấy thực lực của anh mạnh hơn. Kiều Mộng Viện nói, công bình mà nói thì hai bên đều như nhau, tài lực của Tinh Nguyệt hùng hậu hơn, nhưng dù sao cũng là công ty ngoại quốc, Đỉnh Thiên là xí nghiệp Hong Kong, trước mắt mà nói thì hai bên đều biểu hiện ra thành ý khá lớn, ở phương diện tình cảm cá nhân thì anh và Tinh Nguyệt thân hơn, nhưng phía bí thư thường hình như gần với Đỉnh Thiên hơn. Trương Dương nói, đấu thầu công khai, ai có thành ý hơn, phương án của ai tốt hơn thì dùng người đó. Kiều Mộng Viện nói, có chuyện em phải nhắc nhở anh, tuy rằng anh không đồng ý tiếp tục hợp tác với tập đoàn Nguyên Hòa, nhưng hiện tại chỉ là ý nguyện đơn phương của anh. Nguyên Hòa Thu Trực đã tuyên bố hủy hợp đồng với chúng ta trước. Kiều Mộng Viện nói hắn không phải pháp nhân của tập đoàn Nguyên Hòa, lời nói của hắn không có hiệu quả, nếu như muốn thuận lợi giải quyết chuyện này, phải được Nguyên Hòa Hạnh Tử gật đầu. Trương Dương nói, anh nghe nói tập đoàn Nguyên Hòa không lâu trước xảy ra một lần phân tranh nội bộ, xem ra Nguyên Hòa Hạnh Tử đã dẹp yên chuyện này này. Kiều Mộng Viện, nói thái độ của cô ta rất quan trọng, nếu như cô ta không đồng ý chính thức hủy bỏ thì như vậy chuyện này sẽ trở nên rất phiền toái, trên pháp luật chúng tôi không thể tiến hành công tác đấu thầu chính thức Cảng Phước Long được. Trương Dương nói, sao? Cảng Phước Long là địa phương của Tân Hải, anh đấu thầu trước tiên còn phải trưng cầu sự đồng ý của người Nhật Bản à? Kiều Mộng Viện nói, không phải trưng cầu sự đồng ý của bọn họ mà là trên trình tự thì nên làm như vậy. Hai tay Trương Dương chống cằm, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, xem ra anh vẫn phải nói chuyện tử tế với cô ta. Kiều Mộng Viện nói, thật ra trong xử lý vấn đề này, em cho rằng anh không nên quá mức cường ngạnh, vứt bỏ bối cảnh của tập đoàn Nguyên Hòa không nói, lúc trước bọn họ là thông qua thủ tục hợp pháp đấu thầu thành công, trong trận sóng thần này bọn họ cũng quả thực bị tổn thất. Nếu như chúng ta chỉ muốn bắt họ gánh vác tất cả tổn thất thì như vậy bọn họ hiển nhiên không thể chấp nhận. Em là nói anh nên nhượng bộ. Kiều Mộng Viện nói, nhượng bộ một chút cũng nên, tuy rằng anh nói vấn đề nguyên tắc thì một bước cũng không nhường, nhưng trong vấn đề Cảng Phước Long không phải là một vấn đề chính trị đơn thuần, nhân tố thương nghiệp trong đó chiếm tuyệt đại bộ phận, cho nên xử lý chuyện này theo quy tắc trong thương nghiệp. Trương Đại Quan Nhân nói, anh vốn không biết gì về thương nghiệp, em bảo anh nên làm như thế nào. Kiều Mộng Viện ghé vào tai hắn thấp giọng nói ý tưởng của mình. Trương Đại Quan Nhân liên tục gật đầu. Chương 2324, lại vào kinh 1. Trương Dương chủ động hẹn gặp Nguyên Hòa Hạnh Tử, hắn ước định địa điểm gặp mặt ở làng trài hải đảo Tân Hải. Nguyên Hòa Hạnh Tử vui vẻ đáp ứng lời mời, tới phòng hẹn, nhìn thấy rượu ngon món ngon trên bàn, không khỏi cười nói, hạ lễ tất có sở cầu, bí thư Trương hôm nay hẹn tôi tới là vì có mục đích gì? Trương Dương cười nói, nam nhân mời nữ nhân ăn cơm, động cơ đơn giản chỉ có hai cái, một là cầu hai là cầu sắc. Nguyên Hòa Hạnh Tử thở dài, hai thứ mà anh muốn tôi đều không có. Trương Dương rất thân sĩ kéo ghế cho cô ta, Nguyên Hòa Hạnh Tử sau khi ngồi xuống, hắn mới ngồi xuống đối diện cô ta, mỉm cười nói, chuyện của Cảng Phước Long cân nhắc thế nào rồi. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, đám quan viên các anh trở mặt đúng là nhanh thật, ngày hôm qua còn là trời u ám. Hôm nay đã trở nên sáng lạn như ánh mặt trời. Trương Dương cười nói, nếu như không phải vì việc công thì tôi lúc nào gặp cô cũng sáng lạn như ánh mặt trời. Nguyên Hòa Hạnh Tử cho hắn hai chữ đánh giá, dối trá.
Trương Dương cầm rượu ngũ lương trên bàn lên rót cho Nguyên Hòa Hạnh Tử. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi bắt đầu hối hận vì đến ăn bữa cơm này. Trương Dương nói, giữa bằng hữu ăn cơm không có gì, chúng ta hôm nay nói tình bạn là chính, bàn nghiệp vụ là phụ. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, hay là trước tiên bàn cho rõ đã. Trương Dương cầm chén rượu lên chạm với Nguyên Hòa Hạnh Tử, hai người cùng cạn chén này, Trương Dương nói, các cô làm ăn chú ý mua bán không thành còn nhân nghĩa, nếu mọi người không hợp tác được, hay là hảo hợp hảo tán, ý của cô thế nào? Nguyên Hòa Hạnh Tử gật đầu, ngày hôm qua sau khi nói chuyện với anh, tôi đã cân nhắc kỹ rồi, quả thực nếu hợp tác của chúng ta đã xuất hiện vấn đề, nếu như cưỡng cầu tiếp cũng không hay, về sau tất sẽ không ngừng va chạm. Trương Dương nói, quả thực là như vậy. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, nhưng cứ như vậy rời khỏi Tân Hải. Đầu tư của chúng tôi, cố gắng trước đó của chúng tôi chẳng phải là tất cả uổng phí ư, chúng tôi chịu nhiều tổn thất như vậy. Thân là chủ tịch, tôi nên ăn nói thế nào với nhân viên và cổ đông của tập đoàn. Trương Đại Quan Nhân dựa theo chỉ điểm của Kiều Mộng Viện, nói, chuyện này tôi cũng cân nhắc rồi, có lẽ chúng ta có thể tìm ra một biện pháp trung hòa. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, anh đã coi tôi là bằng hữu, tôi cũng không giấu gì anh, trước mắt tiếng nghi ngờ trong nội bộ tập đoàn đối với tôi rất nhiều người đều đang làm văn trong chuyện đầu tư vào cảng Phước Long, cho rằng quyết sách này của tôi là sai lầm, lần này quay lại Trung Quốc, tôi vốn ôm ý niệm phải làm rõ hạng mục này, cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến những kẻ nghi ngờ tôi phải câm miệng. Nói tới đây, cô ta tạm dừng một chút, trong ánh mắt lộ ra vài phần thầm oán, đáng tiếc Quý Phương không tín nhiệm tôi. Ở các phương diện tiến hành bài xích tập đoàn Nguyên Hòa. Trương Dương nói, không phải là bài xích, mà là mọi người cũng không thích hợp tiếp tục hợp tác nữa, có một số việc miễn cưỡng là không nên. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, muốn tôi vứt bỏ cảng Phước Long thì rất đơn giản, tôi đã bước đầu kiểm kê tổng ngạch đầu tư trước mắt của tập đoàn, bỏ đi phần tài chính có khả năng sinh lợi không tính, chúng tôi trong công trình sơ sơ trước sau tổng cộng đã đầu nhập $1 triệu, anh nếu như muốn xé bỏ hợp đồng. Một lần nữa nắm lại quyền chi phối cảng Phước Long, xin mời anh gửi khoản tiền này vào trong tài khoản của chúng tôi, biểu hiện ra thành ý của anh. Trương Đại Quan Nhân nhìn Nguyên Hòa Hạnh Tử, cô ta có câu nói không sai, cô ta là Nguyên Hòa Hạnh Tử chứ không phải là Cố Giai Đồng, cái cô ta bảo vệ là lợi ích của tập đoàn Nguyên Hòa, giữa bọn họ căn bản không có bất kỳ nhân tình gì để nói. Trương Dương nói, $1 triệu ư, giật tiền à. Nguyên Hòa Hạnh Tử mỉm cười nói, làm ăn chính là có kè mặc cả. Tôi muốn $1 triệu. Anh có thể mặc cả. Trương Dương, 1.000 vạn. Nguyên Hòa Hạnh Tử lắc đầu, không được. Trương Đại Quan Nhân bổ sung, nhân dân tệ, nhiều hơn 1 xu cũng không được. Nguyên Hòa Hạnh Tử thở dài, anh thật đúng là một kẻ vắt cổ chảy ra nước. Trương Đại Quan Nhân nói, đối với cô là con tốt đấy. Đối với người khác thì tôi là một con gà trống nước đường, cô đừng hòng nhổ được một sợi lông nào từ trên người tôi xuống. Tôi còn muốn giật lại mấy cái trên người cô. Nguyên Hòa Hạnh Tử có chút phẫn nộ nhìn hắn, có phải cảm thấy mình rất uy phong, rất thông minh hay không, cảm thấy mình là quan địa phương của nơi này thì có thể nắm trong tay tất cả. Trương Đại Quan Nhân nói, đối với cô tôi đã biểu hiện ra đủ thành ý rồi, đổi thành người khác thì 1 xu cũng đừng hòng. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói cũng tuyệt tình thật. Trương Dương nói, tôi trước giờ đều là nói được thì làm được. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, nhắc nhở anh một chuyện, tôi có thể giao tất cả những gì hiện tại đang có cho người khác. Trương Đại Quan Nhân hơi ngẩn ra, điểm này hắn cũng không ngờ tới. Nhưng hắn lập tức lại nói, cô chớ quên cảng Phước Long là của Tân Hải, tôi không gật đầu thì đừng ai hòng tiếp nhận được công trình này. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, con người anh, trước giờ cũng đều không hiểu đạo lý nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, Tân Hải có một số việc anh định đoạt được, nhưng còn có rất nhiều việc anh không quyết định được đâu. Cô ta buông chén rượu rồi nói, $8.000 vạn, đây là điểm mấu chốt của tôi, nếu như anh không đồng ý thì khoản tiền này tôi hoàn toàn có thể có được từ tay người khác. Trương Dương nói, kẻ ngốc mới đi nhận cục diện rối rắm mà các cô để lại. Nguyên Hòa Hạnh Tử, nói trên đời kẻ ngốc nhiều hơn người thông minh rất nhiều. Cô ta nhìn Trương Dương một cách ý vị thâm trường rồi lại nói, ngày mai tôi sẽ tới Kinh Thành, tôi đã bàn xong bước đầu với tập đoàn Đỉnh Thiên rồi. Chuyển nhượng tất cả nghiệp vụ của tập đoàn Nguyên Hòa ở Trung Quốc cho bọn họ. Gì cơ? Anh đừng ngạc nhiên, là anh giúp tôi hạ quyết tâm, quyết định tiến hành điều chỉnh toàn diện chiến lược tương lai đối với tập đoàn, vứt bỏ thị trường Trung Quốc. Trương Đại Quan Nhân nói, không có sự đồng ý của tôi, cô hình như không thể quyết định được chuyển nhượng nghiệp vụ của Cảng Phước Long. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, Cảng Phước Long chỉ là một bộ phận đầu tư ở Trung Quốc của tập đoàn Nguyên Hòa,
tôi cũng chỉ là chuyển nhượng tài sản công ty của chúng tôi, cái đó và không liên can tới anh, về phần các anh về sau có thể hợp tác với Đỉnh Thiên hay không thì đó là vấn đề của các anh, tôi lười chẳng buồn hỏi, hiện tại cái tôi chú ý nhất chính là ai có thể giúp tôi hạ thấp tổn thất của công ty trong phạm vi ít nhất, anh hiển nhiên thiếu thành ý ở phương diện này. Trương Dương nói, đúng là thương nhân xuất sắc. Nguyên Hòa Hạnh Tử nghe ra thành phần trào phúng trong giọng nói của hắn, mỉm cười nói, cho nên, tôi vẫn nhắc nhở anh, đừng thử làm bằng hữu với thương nhân, trong mắt thương nhân không có tình cảm đâu. Cô ta rót đầy chén trước mặt mình, một ngụm uống cạn, sắc mặt có chút ửng hồng, khiến cho người ta cảm thấy cô ta hơi say. Chương 2325, lại vào kinh 2. Nguyên Hòa Hạnh Tử đứng lên, vỏ bọc đường đã thử rồi, đạn pháo thì tự anh giữ lại mà hưởng thụ. Trương Đại Quan Nhân nhìn bóng dáng của Nguyên Hòa Hạnh Tử, không khỏi bật cười, hắn cũng không rõ mình vì sao lại muốn cười, theo lý thì hắn nên chán nản mới đúng. Rời khỏi làng trài hải đảo, Trương Dương tới hội quản ủy khu bảo lưu thuế nhập khẩu, nói với Thường Hải Thiên quyết định của Nguyên Hòa Hạnh Tử, Thường Hải Thiên nghe hắn nói thì cười bảo, chuyện này đối với chúng ta hình như cũng không có tổn thất gì, cho dù Đỉnh Thiên giành được tài sản của bọn họ thì anh không đồng ý thì bọn họ cũng chịu không lấy được hạng mục cảng Phước Long. Trương Dương nói, Đỉnh Thiên và Tinh Nguyệt rốt cuộc nghiêng về bên nào? Thường Hải Thiên nói, tất nhiên là Tinh Nguyệt, ở phương diện xây dựng cảng thì kinh nghiệm của Tinh Nguyệt phong phú hơn xa so với Đỉnh Thiên. Trương Dương nói, tôi luôn cảm thấy Đỉnh Thiên nhắm vào cảng Phước Long không phải chủ ý của Lương Kỳ Hữu, rất có thể là con rể hắn An Đạt Văn ở sau lưng giật dây. Thường Hải Thiên nói, anh không muốn Đỉnh Thiên trúng thầu. Trương Đại Quan Nhân không giấu giếm suy nghĩ của hắn. Gật đầu nói, tôi luôn cảm thấy Đỉnh Thiên có mục đích khác. Thường Hải Thiên nói, cuối cùng chọn ai không phải là anh vỗ bàn định án ư. Trương Dương cười cười, đúng lúc này di động của hắn đổ chuông, hắn nhìn nhìn số điện thoại, là bí thư thị ủy Thường Lăng không, vội vàng bắt máy, cung kính nói, bí thư Thường tìm tôi có việc à. Thường Lăng không nói, Trương Dương, anh và tập đoàn Nguyên Hòa bàn bạc thế nào rồi. Trương Dương nghĩ thầm trên đời này chuyện đúng là khéo thật. Đang nói chuyện này thì bí thư thị ủy liền gọi điện thoại tới. Hắn không lập tức nói với Thường Lăng không tình hình cụ thể mà là bảo đang bàn. Thường Lăng không nói, vừa mới nhận được điện thoại của phía Bộ Ngoại giao, có người thông qua Đại sứ quán phía Nhật khiếu nại, nói chúng ta xâm hại lợi ích của ngoại thương. Trương Dương cười nói, loại khiếu nại này cũng không phải là lần đầu, kệ nó, thích khiếu thì khiếu. Thường Lăng không nói, lần này thì khác, Bộ trưởng Ngoại giao tự mình gọi điện thoại tới. Bắt chúng ta trong vòng 3 ngày phải giải thích trực tiếp, tôi đã bảo thị trưởng Lưu tự mình tới Kinh Thành một chuyến, chuyện này do anh dựng lên, anh đi theo cùng đi. Trương Dương nói, là tôi dựng lên ư, người ta chỉ tên nói họ kiện tôi à. Thường Lăng không nói, anh đừng nói lời vô nghĩa với tôi, dù sao lần này anh cũng phải giải quyết chuyện này hiện tại bị ném cho không ít truyền thông rồi, một đám như sói đói nhìn chằm chằm, chuẩn bị lấy chuyện này ra làm văn, việc cấp bách của Bắc Cảng chúng ta là chiêu thương. Chứ không phải đuổi ngoại thương khỏi nơi này. Trương Dương nói, bí thư Thường, chuyện này tôi bị oan. Biết anh oan rồi, nhưng ai bảo anh là đảng viên, ai bảo anh là cán bộ quốc gia. Oan cũng phải chịu. Trương Dương nói, tôi chuẩn bị đây, tranh thủ xử lý tốt chuyện này. Thường Lăng không nói, thế mới đúng, tôi biết trong các cán bộ trẻ tuổi thì giác ngộ của anh là cao nhất. Trương Đại Quan Nhân nói, bí thư Thường, ngài cũng đừng đẩy tôi lên cao quá. Gần đây tôi lúc nào cũng ở trên cao, áp lực rất lớn. Cao đến mấy cũng không sợ, chỉ cần không phải đội nón xanh là được. Thường Lăng không rất ít khi nói đùa. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha hai tiếng. Thường Lăng không nói, đúng rồi, lần này Lăng Phong bọn họ cũng đi cùng đó. Trương Dương nói, gì cơ? Thường Lăng không nói, bọn họ mang cho cốt của Trương Bích Quân trở lại kinh thành an táng. Có lẽ là để tránh người khác kiêng kỵ. Thường Lăng Phong và thương vụ không đi xe thương vụ Mercedes của chính phủ thành phố Bắc Cảng, mặc dù không gian bên trong xe rất lớn, bọn họ vẫn lái một chiếc Nissan màu đen đi theo sau xe thương vụ. Tuy rằng là cùng đi, nhưng trên đường bọn họ không hề trao đổi với xe trước, buổi trưa khi ăn cơm ở khu phục vụ, Thường Lăng Phong và Trương Duệ Dung cũng chỉ ăn ở trong xe. Trương Đại Quan Nhân vốn định tới chào hỏi, nhưng nhìn thấy bọn họ không có ý tới, vì thế cũng lời tới làm bóng đèn. Liêu Bác Sinh cầm một cái chén giữ ấm tới, uống mấy ngụm trà. Lá trà ngâm lâu, mùi quá nồng, mất đi sự tươi mát vốn có. Trương Dương tới bên cạnh hắn nói, thị trưởng Liêu, ăn cơm đi. Liêu Bác Sinh lắc đầu, không ăn,
dạ dày tôi có chút không khỏe, các anh cứ ăn đi. Lái xe Tiểu Viên Từ dạo qua một vòng trong nhà ăn, trở lại bên cạnh bọn họ, nói chất lượng đồ ăn đúng là phế vật, chẳng khác gì cám lợn. Trương Đại Quan Nhân không nhịn được lườm hắn một cái, hắn nói như vậy, Trương Đại Quan Nhân vốn định ăn nhưng giờ không thể ăn nữa rồi, nếu đi ăn thì chẳng phải là thành lợn ư. Liêu Bác Sinh cũng không khỏi cười cười trách cứ, Tiểu Viên, sao lại nói vậy? Tiểu Viên lúc này mới nghĩ ra, cười ngượng ngùng. Trương Dương nói, tôi đi ăn mì úp vậy. Tiểu Viên tuy rằng đã nói sai, nhưng hắn cũng là người rất có tầm mắt, trên thực tế có thể cho lái xe có thể cho lãnh đạo, phương diện này không thể nào kém được. Hắn ân cần nói, Bí Thư Trương, ngài nghỉ ngơi đi, tôi đi úp mì cho ngài, Khang Sư Phó hay là Thống Nhất. Có cho ớt không? Trương Dương nói, thế nào cũng được, lấp đầy cái bụng là được. Tiểu Viên vội vàng đi úp mì. Liêu Bác Sinh nhìn Thường Lăng Phong và Trương Duệ Dung ở xa xa, nói khẽ, bọn họ cũng xứng đôi thật. Trương Dương nói, kể ra thì tôi chính là bà Mai đó. Liêu Bác Sinh cười ha ha, nói, làm mai mối là chuyện tốt. Hắn nhớ tới một chuyện, dặn dò, chờ tới ngày hạ táng chủ nhiệm Trương, chúng ta cùng nhau tới hiếng vòng hoa. Liêu Bác Sinh và Trương Bích Quân không có kết giao gì, hắn sở dĩ nói như vậy cũng là vì Thường Lăng không. Trương Dương nói, chuyện này tôi thấy hay là thôi đi. Vị chủ nhiệm Trương này trước mắt đang bị quốc an điều tra, chúng ta cũng đừng dính vào cho thêm phiền. Liêu Bác Sinh vừa nghe vậy thì không khỏi cười khổ nói, tôi thực sự là không rõ tình huống, đã không tiện thì thôi vậy. Hai người đang nói chuyện thì lại nghe thấy phía trước truyền đến tiếng cãi vã, bọn họ cũng không phải là loại người tò mò, liếc mắt nhìn nhau, cũng không có ý đi tới, nhưng rất nhanh bên kia liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhìn thấy một người mặt đầy máu chạy về phía bọn họ. Phía sau có bốn gã nam tử cường tráng đuổi theo. Tiểu Viên vẫn chưa chạy về tới bên cạnh bọn họ thì đã bị một người phía sau vượt qua, một cước đá ngã xuống đất, bốn gã nam tử như lang như hổ lao lên, tay đấm chân đá Tiểu Viên một trận. Trương Đại Quan Nhân vừa thấy vậy thì bực lắm, đánh chó phải ngó mặt chủ, con mẹ nó thế này thì còn vương pháp không? Hắn là FNG thứ nhất chạy tới chỉ vào đám người đó nói, tất cả dừng tay cho tôi. Giọng nói của Trương Đại Quan Nhân tuy rằng rất to, nhưng sức uy hiếp lại không được tốt lắm, bốn gã nam tử đó căn bản không quan tâm tới hắn, vẫn đấm đá Tiểu Viên. Trương Dương phát hỏa rồi, hắn bước nhanh tới muốn ngăn cản đám người này, nhưng bốn gã nam tử đó hiển nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường. Một người trong đó ngẩng đầu cảnh giác nhìn Trương Dương, buông Tiểu Viên ra, bước nhanh tới. Chương 2326, lại vào kinh 3. Trương Dương nói, dừng tay. Nam tử đó không nói tiếng nào. Vung quyền đám vào mặt hắn. Trương Đại Quan Nhân trong lòng tức lắm, con mẹ nó, tao chọc giận gì mày à? Ra tay là muốn đả thương người ta. Trương Dương vươn tay tóm mạch của nam tử đó, không ngờ nam tử đó nhìn ra ý đồ của hắn, quyền đầu rụt về phía sau, đùi phải nâng lên, đá vào hạ của Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân nhìn ra, người trước mặt là người luyện công phu. Nhưng loại công phu này ở trong mắt Trương Đại Quan Nhân thì căn bản không chịu nổi một kích, thân thể hắn tiếp tục lao lên. Chân trái sải bước về phía trước thêm một bước, vừa hay ngăn cản một cước đó của đối phương, chân phải tiếp tục bước lên, vai phải trầm xuống, va chạm với thân thể của đối phương, chiêu này gọi là cứng đối cứng. Đối phương chỉ cảm thấy cả người giống như đánh vào một bức tường đồng vách sắt, thét lớn một tiếng, thất tha thất thểu thối lui về phía sau. Trương Đại Quan Nhân bước nhanh theo, tát thẳng vào mặt người đó, lẽ ra với võ công của Trương Đại Quan Nhân thì không nên chọn dùng cách ra tay như vậy. Chiêu này hơi có chút vị đạo vương bát quyền, thoạt nhìn cực kỳ bất nhã, năm ngón tay của Trương Đại Quan Nhân vả lên mặt đối phương, khiến cho thằng cha này vẻ mặt nở hoa. Trương Đại Quan Nhân căm tức đám người này vây công lái xe Tiểu Viên, cho nên cũng lưu lại thể diện cho bọn họ, hôm nay cho mấy thằng chúng mày phải thấy máu. Một cái tát đánh bay một hán tử, đã kinh động tới ba người còn lại, bọn họ thôi đánh Tiểu Viên mà xuống tới chỗ Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân hừ lạnh, muốn chết. Hắn khởi động tốc độ cực nhanh, ba người này vẫn chưa hình thành thế vây công thì chỉ cảm thấy trước mắt bóng người chớp lên, sau đó liền nghe thấy mấy tiếng bốp bốp, tiếp theo cảm thấy trên mặt đau rát, cả đám trên mặt đều in hình bàn tay, máu miệng máu mũi đầm đìa, thật đáng buồn là bọn họ không ngờ không thấy rõ đối phương ra tay, lúc này đã đầu óc quay cuồng. Không quay cuồng mới lạ, Trương Đại Quan Nhân ra tay chưa từng hàm hồ. Một gã sĩ quan từ bên cạnh đi tới, hắn lạnh lùng nhìn Trương Dương. Tay phải đặt lên súng bên hông. Trương Đại Quan Nhân nhận được người trước mắt, con thứ hai của Tần Hồng Giang Tần Chấn Đường.
Kể ra thì Trương Dương và hắn cũng được cho là oán hận chất chứa đã lâu, bởi vì chuyện của Tần Manh Manh đã sớm khiến cho hai người thế như nước với lửa. Trương Dương nheo mắt lại nhìn Tần Chấn Đường, chỉ cần Tần Chấn Đường dám có gan rút súng, hôm nay dù sau này gặp phiền phức cũng phải đấm cho gã gãy hết răng. Tần Chấn Đường nhìn Trương Dương, bên trong hai mắt như phun lửa, bốn gã tráng hán đó tất cả là thủ hạ của hắn. Tiểu Viên mặt đầy máu chạy đến phía sau Trương Dương trốn, lúc này Liêu Bác Sinh cũng chạy tới, lớn tiếng nói, mọi người bình tĩnh một chút. Tiểu Viên ôm miệng mũi nói, bọn họ không phân rõ phải trái, đẩy tôi sang một bên còn đánh người. Một gã hán tử mặt đầy máu nói, đánh mày còn là nhẹ đó, ai bảo mày nói năng lỗ mãng. Trương đại quan nhân tuy rằng không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng có thể đoán được hai bên cũng không phải là hạng tử tế gì. Bốn gã tráng hán tất cả là quân nhân, bọn họ vừa rồi ở nồi hơi bên kia đã xảy ra xung đột với Tiểu Viên cũng đi lấy nước sôi, vốn cũng không phải là chuyện lớn gì. Nhưng thái độ của bốn gã quân nhân bốn gã thật sự là có chút mãnh liệt, Tiểu Viên cũng không phải hạng hiền lành. Nói năng bỗ bã quen rồi, kết quả xảy ra xung đột, hai bên đánh nhau. Nói thật ra thì Tiểu Viên ngay từ đầu đã bị vây công, cho tới lúc Trương đại quan nhân xuất hiện tình trạng này mới được triệt để xoay chuyển. Liêu Bác Sinh nhìn thấy mặt Tiểu Viên đầy máu thì trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận, nhưng hắn dù sao cũng đi trên sĩ đồ nhiều năm rồi, người nào cũng gặp rồi, hơn nữa nơi này đã gần kinh thành, ai biết được đối phương có lai lịch gì, có điều từ quân hàm sĩ quan của người này cho thấy cấp bậc cũng không thấp. Còn trẻ tuổi đã lên tới cấp bậc thượng tá, sau lưng khẳng định có người nâng đỡ. Liêu Bác Sinh nói, có mâu thuẫn thì có thể nói rõ, không nhất định phải đánh nhau. Trương Dương gật đầu nói, Tần Chấn Đường, người của anh đánh lái xe của chúng tôi, chuyện này xử lý như thế nào? Tần Chấn Đường nói, cùng lắm thì đi kiện đi. Liêu Bác Sinh tiến lên vỗ vỗ vai Trương Dương, thôi, dù sao mọi người cũng chỉ bị thương ngoài ra thôi. Tần Chấn Đường nói, không ngờ chúng ta thật đúng là hữu duyên. Trương Dương nói, không phải oan gia không đụng dầu, chúng ta đây gọi là hiệp lộ tương phùng. Tần Chấn Đường oán hận gật đầu, chuyện hôm nay tôi nhớ kỹ. Hắn xuất lĩnh bốn gã thủ hạ rời đi, Trương Dương cũng không có ý ngăn cản họ. Đợi cho đám kia người đi rồi, Liêu Bác Sinh mới thấp giọng hỏi, tên quân nhân trẻ tuổi kia là ai? Trương Dương nói, con trai Tần Hồng Giang, Tần Chấn Đường. Liêu Bác Sinh tuy rằng không phải người trong quân, nhưng tên của Tần Hồng Giang cũng không xa lạ gì với hắn, với địa vị trước mắt của Liêu Bác Sinh, Tần Hồng Giang là tồn tại mà hắn không thể trêu vào, Liêu Bác Sinh nói, người thanh niên này có chút kiêu ngạo. Trương đại quan nhân nói, ừm. Tiểu Viên sau khi nghe thân phận của nói đối phương thì không hé răng, hôm nay sao lại ăn đòn thì trong lòng hắn minh bạch nhất, vừa rồi cái miệng của hắn đúng là đã chọc người ta. Trường Phong Ba trên đường này khiến Liêu Bác Sinh có chút mất vui. Buổi chiều bọn họ tới ban chú kinh Bình Hải, sở dĩ lựa chọn ban chú kinh Bình Hải chứ không lựa chọn ban chú kinh Bắc Cảng là có nguyên nhân. Liêu Bác Sinh đến Bắc Cảng chưa lâu, quen thuộc với quan viên Bình Hải hơn, còn có một nguyên nhân quan trọng, phó chủ nhiệm ban chú kinh Bình Hải Hồng Vệ Đông là bạn học cũ của hắn. Liêu Bác Sinh trước khi tới kinh thành đã liên lạc với hắn, Hồng Vệ Đông kiên trì muốn Liêu Bác Sinh tới khách sạn Thanh Giang ở. Thịnh tình không thể chối từ, Liêu Bác Sinh cuối cùng vẫn quyết định tới bên này ở. Trương Dương cũng rất quen thuộc với ban chú kinh Bình Hải. Sau khi tiến vào kinh thành, Thường Lăng Phong và Trương Duệ Dung liền tách ra. Trước khi đi, Trương Dương dặn Thường Lăng Phong, chờ ngày Trương Bích Quân hạ thổ thì gọi điện thoại cho hắn. Hắn muốn tới bái tế một chút, thật tình mà nói thì Trương đại quan nhân bái tế là giả. Muốn xem hôm ấy rốt cuộc có người nào tới, phát sinh tình trạng gì mới là thật. Chủ nhiệm ban chú kinh Bình Hải Quách Thụy Dương gần đây bởi vì bệnh ở động mạch vành mà phải nằm viện. Cho nên người phụ trách ban chú kinh cũng biến thành Hồng Vệ Đông, tuy rằng không có công văn chính thức, nhưng chuyện Hồng Vệ Đông trở thành người đứng đầu ban chú kinh đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Một người là lão bằng hữu, lão bạn học nhiều năm, một vị là con rể của bí thư tỉnh ủy, đối với hai người này Hồng Vệ Đông tất nhiên phải nhiệt tình chiêu đãi. Trương Dương không ngờ là, bí thư thị ủy Nam Tích Lý Trường Vũ cũng đang họp ở kinh thành, vốn Nam Tích có ban chú kinh, nhưng là vì gần đây ban chú kinh vừa hay đang tu sửa. Cho nên Lý Trường Vũ liền lựa chọn khách sạn Thanh Giang. Nghe nói Trương Dương và Liêu Bác Sinh tới kinh thành, Lý Trường Vũ cũng đặc biệt tới chào hỏi. Mấy người gặp lại tất nhiên là hàn huyên một phen náo nhiệt. Là chủ nhân, Hồng Vệ Đông biểu hiện ra tình cực lớn, hắn cười nói, buổi tối hôm nay tôi làm chủ tẩy trần cho các vị lãnh đạo, mọi người nhất định phải nể mặt tôi đó. Liêu Bác Sinh mỉm cười gật đầu, Lý Trường Vũ cũng không có việc gì, nhưng Trương Dương thì lại có chỗ khó khăn.
Trương Dương, nói buổi tối hôm nay thì thực sự là không được, tôi lát nữa phải tới chỗ cha nuôi, buổi tối thực sự không nói được có về kịp không. Hồng Vệ Đông nghe nói Trương Dương phải tới nhà Phó Thủ tướng Văn thì đương nhiên không thể cưỡng cầu, hắn cười nói, vậy anh cứ đi trước, dù xoa cũng không vội mà, chúng ta vẫn còn cơ hội. Lý Trường Vũ nói, lần này thị trưởng Liêu tự mình xuất động, có phải có đại sự gì hay không? Liêu Bác Sinh thở dài nói, nào có đại sự gì đâu, chúng tôi lần này là tới giải quyết phiền toái. Trương Dương nói, kể ra thì cũng không tính là phiền toái quá lớn, chỉ là đám quỷ Nhật Bản tố cáo chúng tôi, Bộ Ngoại giao bảo chúng tôi giải thích, các anh đều biết đó, mặc kệ là việc lớn hay việc nhỏ, một khi liên quan tới mặt ngoại giao thì liền trở nên phức tạp. Lý Trường Vũ cười nói, Trương Dương, lần này lại là cậu gây ra à? Làm hại thị trưởng Liêu đi theo tới đây cứu hỏa. Liêu Bác Sinh, chuyện lần này không liên can tới Trương Dương, người ta là nhằm vào toàn thể ban lãnh đạo Bắc Cảng chúng tôi. Ở bên ngoài hắn vẫn rất bảo hộ người của mình. Lý Trường Vũ nói, bất kể là chuyện gì, nếu đã kinh động tới Bộ Ngoại giao thì không phải là chuyện tốt. Chủ nhiệm Hồng, anh ở Bộ Ngoại giao chắc cũng không thiếu quan hệ, giúp hỏi một chút, rốt cuộc hiện tại là sao, biết người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng. Liêu Bác Sinh gật đầu, đúng, tôi cũng đang ý này. Hồng Vệ Đông nói, đóng cửa lại thì chúng ta mới là người một nhà, chuyện của người trong nhà tôi đương nhiên sẽ hết sức, mấy vị yên tâm, tôi giờ đi hỏi thăm tình huống. Chương 2327, lại vào kinh 4. Trương Dương nhìn đồng hồ, tôi phải đi rồi, đi sớm một chút tranh thủ còn về sớm tiếp rượu các vị. Hồng Vệ Đông nói, tôi phái xe đưa anh đi. Hồng Vệ Đông rất biết làm việc, chẳng những phái xe đưa đi, còn chuẩn bị cho Trương Dương đặc sản Bình Hải. Tặng lễ là một môn học vấn, đám quan viên này của ban chú kinh đối với môn học vấn này thì đều nghiên cứu rất sâu, đối với người nào phải đưa quà gì, bọn họ nghiên cứu nhiều năm nên cũng rất tinh tường. Trương đại quan nhân vốn cũng mang theo ít thổ sản, nhưng nhìn thấy Hồng Vệ Đông đã chuẩn bị cho hắn, so với mình thì còn tỉ mỉ thích hợp hơn, Trương đại quan nhân không khỏi cảm khái, Hồng Vệ Đông so với mình thì thích hợp sắm vai nhân vật con nuôi hơn. La Tuệ Ninh trong khoảng thời gian này trên cơ bản đã tránh ra mặt ở những trường hợp công chúng. Từ sau khi hội từ thiện xảy ra chuyện, bà ta càng cảm thấy được sự hiểm ác và hung hiểm của chính trị. Nhàn thì ở trong nhà viết viết vẽ vẽ, làm việc nhà. Trương Dương đến khiến La Tuệ Ninh vui vẻ không thôi, bà ta cầm tác phẩm mới của mình ra bảo Trương Dương bình phẩm. Trương Dương liên tục dùng từ tuyệt vời để biểu đạt sự kinh thán và tán thưởng của mình. La Tuệ Ninh nào có chịu tin? Cười nói, đừng khoa trương như vậy, mẹ vẫn còn có chút tự hiểu lấy mình. Trương Dương nói, mẹ nuôi, thư pháp của mẹ hiện tại là trò giỏi hơn thầy rồi, nghiễm nhiên có phong phạm tông sư một phái, đừng nói là con. Cho dù là thiên chỉ tiên sinh cũng sẽ kinh hãi trước sự tiến bộ của mẹ. La Tuệ Ninh cười cười đánh vào vai hắn một cái, số tiểu tử, chỉ giỏi nịnh, trình độ của mẹ cũng chỉ có thể lừa được người ngoài, khi trước lúc tiên sinh còn tại thế từng đánh giá thế này về mẹ. Mẹ cả đời này cũng không thể có đột phá quá lớn. Trương Dương nói, cha nuôi con đâu? La Tuệ Ninh nói tóm lại chính là một chữ bận, mẹ cũng quen rồi. Bà ta kéo tay Trương Dương ngồi xuống salon, Trương Dương, lần này đến Kinh Thành có chuyện gì? Trương Dương nói, họp, hắn không nói mục đích lần này tới đây của mình với La Tuệ Ninh, trong mắt hắn, chuyện lần này chỉ là một chuyện nhỏ. Không cần thiết để mẹ nuôi lo lắng cho hắn, trên thực tế. Trương đại quan nhân hiện tại tận lực tránh lợi dụng quan hệ của Văn gia, hắn không muốn để người ta soi mói, lại càng không muốn bị Văn Hạo Nam xem thường. La Tuệ Ninh nói, làm cán bộ trong nước, cái pê thích ứng trước tiên chính là họp. Văn Sơn hội hải không dứt. Trương Dương cười nói, thật ra họp cũng không có gì không tốt cả. Nhất là ngồi trên đài chủ tịch, đối mặt với nhiều người nghe như vậy. Tự mình ngươi cảm thấy thỏa mãn. La Tuệ Ninh cười nói, trên hội trường tuy rằng rất yên tĩnh, nhưng thực sự dụng tâm lắng nghe có được mấy ai. Dù sao, mẹ cũng họp vô số lần rồi, lần nào họp cũng thấy có rất nhiều người hoặc là thất thần hoặc là ngủ gà ngủ gật, người thực sự lắng nghe không có mấy đâu. Trương Dương nói, đó là bởi vì trình độ của người phát biểu quá kém, khiến cho người ta chú ý lắng nghe cũng là một môn học vấn, phải có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, phải dẫn dắt từng bước. La Tuệ Ninh bị thằng ôn này khiến cho cười ha ha, con chỉ biết nói thôi. Trương Dương nói, mẹ nuôi, nếu ở Kinh Thành buồn quá thì tới Tân Hải ở một đoạn thời gian, thành thị tuy rằng rất nhỏ, nhưng phong cảnh thì không tồi. La Tuệ Ninh lắc đầu, không đi được, sắp trung thu rồi, thời tiết rất nhanh sẽ chuyển lạnh,
mẹ ở kinh thành viết chữ vẽ tranh vẫn hơn. Tuy rằng vừa mới nhìn thấy La Tuệ Ninh, nhưng Trương Dương lại cảm thấy La Tuệ Ninh lần này có biến hóa rõ ràng so với trước đây, hình như trở nên đạm bạc hơn, không tranh với đời hơn. Trương Dương biết chuyện hội từ thiện lần trước đã mang tới cho bà ta đả kích không nhỏ. Trương Dương vốn muốn hỏi chuyện của Văn Linh và Văn Hạo Nam, nhưng lời nói đến môi thì bỏ ý định, thôi đừng nhắc tới họ thì tốt hơn. La Tuệ Ninh nói, mẹ nghe nói Đỗ Thiên Dã sắp kết hôn. Trương Dương gật đầu, đúng, chắc là trong năm nay. La Tuệ Ninh nói, đến lúc đó mẹ phải tới uống chén rượu mừng. Bà ta nói xong thì cười bảo, cũng không biết thằng bé này có chịu mời mẹ không. Trương Dương nói, khẳng định mời. La Tuệ Ninh nói cũng đúng, Thiên Dã làm việc ổn trọng chu đáo, là tiểu linh không có phúc khí. Mỗi khi nghĩ đến chuyện tình cảm của con gái và Đỗ Thiên Dã, La Tuệ Ninh không khỏi cảm thán một phen. Trương Dương nói, đại khái là có duyên nhưng không phận, trên thế giới này rất nhiều chuyện không thể chiều theo ý người. La Tuệ Ninh nói, cho nên mẹ hiện tại cũng nhìn thoáng đi rồi, chuyện của người trẻ tuổi các con thì các con tự đi mà xử lý, mẹ không muốn quản, mà cũng không quản được. Trương Dương, nói mẹ nuôi, mẹ đừng chê con lắm miệng, có thời gian thì ra ngoài chút đi, kinh thành tuy rằng phồn hoa, nhưng sống mãi ở đây sẽ tạo ông cho mình rất nhiều áp lực vô hình. La Tuệ Ninh nói, mẹ hiện tại chỉ ngóng trông tới ngày cha con về hưu. Trương Dương cười nói, cha nuôi vẫn đang đại triển kế hoạch lớn, mẹ lại muốn ông ấy về hưu. La Tuệ Ninh đang định lên tiếng thì điện thoại trong nhà đổ chuông, bà ta đi tới nhấc máy, là Sophia gọi điện thoại tới. La Tuệ Ninh sau khi nhận được điện thoại thì rất vui vẻ, nhìn ra được bà ta đã chấp nhận đứa con dâu tương lai này. Buông điện thoại, La Tuệ Ninh nói với Trương Dương, buổi tối ở lại ăn cơm nhé, Sophia tới. Trương Dương từ chối, buổi tối còn phải về rồi, tối nay bên ban chú Kinh Bình Hải đã an bài, có rất nhiều lãnh đạo trước đây của con nếu không tham gia thì rất không lịch sự. La Tuệ Ninh nói, tùy con, lần này ở Kinh Thành bao lâu? Trương Dương nói, chắc khoảng một tuần. La Tuệ Ninh nói, chờ hôm nào cha nuôi của con rảnh, mẹ gọi điện thoại cho con tới nhà ăn cơm. Trương Dương gật đầu. Sau khi rời khỏi Văn gia, Trương Dương nhìn thấy thời gian còn sớm, gọi điện thoại cho Hình Chiêu Huy. Hình Chiêu Huy biết được Trương Dương đã tới Kinh Thành thì vô cùng cao hứng, hắn bảo Trương Dương 20 phút nữa thì tới Lầu Canh. Trương Dương dựa theo phân phó của hắn tới Lầu Canh, tìm được xe hắn phái tới đón mình, Trương Dương bảo lái xe của ban chú Kinh về trước, hắn thì lên chiếc xe Jeep treo biển quân đội đó. Lái xe cười nói với hắn, chủ nhiệm Hình bảo tôi tới đón ngài. Trương Dương gật đầu, hắn đang ở đâu? Lái xe đó đưa cho Trương Dương một cái che mắt, chúng tôi quy định. Trương đại quan nhân thở dài, hy vọng đừng đi quá xa. Hắn đeo cái che mắt vào. Lái xe khởi động động cơ ô tô, ước chừng 15 phút sau thì tới chỗ Hình Chiêu Huy, Trương Dương cởi cái che mắt, mở cửa xe, phát hiện mình đang ở trong một biệt thự hoa viên lịch sự tao nhã. Phía trước là một hồ nước, biệt thự ở bờ bên kia hồ nước. Hình Chiêu Huy ngồi dưới ô che nắng bên hồ nước nắm cần câu lẳng lặng câu cá, hắn rõ ràng gầy đi rất nhiều, đầu cơ hồ chọc lốc, nếu như không phải trên mặt hắn lộ ra nụ cười quen thuộc thì Trương đại quan nhân cơ hồ không nhận ra hắn. Trương Dương đi dọc theo hồ nước, đang định lên tiếng thì Hình Chiêu Huy ra hiệu im lặng, bong bóng cá màu trắng trong nước đột nhiên trầm, dây câu trong nháy mắt bị kéo thẳng tắp. Khóe môi Hình Chiêu Huy lộ ra nụ cười, kéo cần, một con cá chép nặng chẳng 2 cân bị hắn kéo lên mặt nước. Hình Chiêu Huy tháo cá chép xuống, lại bỏ vào trong hồ nước. Sau đó thu hồi cần câu, cúi người rửa tay, động tác của hắn rất chậm, xem ra thân thể vẫn chưa phục hồi như cũ. Trương Dương nói, anh mỗi ngày đều giết thời gian như vậy à? Hình Chiêu Huy nói, thân thể tôi thực sự rất yếu, vận động khác cũng không chơi được. Trương Dương nói, tôi bắt mạch giúp anh. Hình Chiêu Huy lắc đầu, không cần, gần đây đã tốt hơn nhiều rồi. Trương Dương nói, không tin y thuật của tôi à? Hình Chiêu Huy cười nói, tôi cũng không phải bị bệnh, chỉ là bị nhốt quá lâu, thân thể suy yếu. Thôi hắn chỉ vào ghế ở bên cạnh, ra hiệu cho Trương Dương ngồi xuống. Trương Dương nói, thôi tôi đứng, cảm giác trên cao nhìn xuống vẫn rất không tồi. Hình Chiêu Huy bật cười ha ha, hắn hoạt động cánh tay đã tê dần, lúc vừa được cứu ra tôi còn tưởng bọn họ muốn đem tôi đi bắn, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng kết thúc quãng ngày bị giày vò rồi, nhưng không ngờ lại là cứu tôi. Trương Dương cúi người vỗ vỗ vai Hình Chiêu Huy, nói khẽ, sếp, anh chịu khổ rồi. Hình Chiêu Huy nói, nếu đã chọn cái nghề này thì cũng không có gì mà oán thán.
Trương Dương nói, về sau còn làm nữa không? Hình Chiêu Huy nói, trải qua một phen giày vò của Trương Bích Quân, nội bộ tổ chức cũng nguyên khí đại thương, tuy rằng cô ta đã chết, nhưng rất khó nói nội bộ không có phản đồ nào khác. Tổ chức bảo tôi nghỉ ngơi dưỡng bệnh, vừa hay cho tôi không gian để suy nghĩ, xem tương lai của tôi nên đi về đâu. Trương Dương nói, Cảnh Trí vẫn đang điều tra vụ án của Trương Bích Quân. Hình Chiêu Huy nói, cậu khẳng định có không ít tin tức chưa nói với hắn. Trương Dương cười nói, tôi không phải người trong tổ chức của các anh, hình như tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp tình báo cho các anh. Chương 2328, yêu ai, 1. Hình Chiêu Huy nói, không ai ép cậu nói cả. Hắn nói xong, vẻ mặt lộ ra có chút trầm trọng, nhìn hồ nước. Qua một hồi lâu mới lại nói, Trương Dương, Trương Bích Quân nắm giữ không ít tư liệu của cậu, những tài liệu này sau khi cô ta chết đã bị một số người trong nội bộ tổ chức biết. Trương Dương nói, vậy thì sao, dù sao tôi hiện tại cũng đã rời khỏi rồi. Hình Chiêu Huy nói, nếu đã rời khỏi rồi thì đừng trở về nữa. Hắn hít một hơi, chờ sau khi tôi khôi phục, rất có thể sẽ trở về công tác. Trương Dương nói, vẫn ngồi trên vị trí trước đây à? Hình Chiêu Huy nói, ra rồi, nên lui khỏi tuyến một, để lại cơ hội tốt cho người trẻ tuổi. Hắn nhìn Trương Dương một cái rồi nói, nếu như cậu không lăn lộn trên quan trường, mà là làm ở chỗ chúng tôi, khẳng định có tiền đồ hơn bên đó nhiều. Trương Dương nói, uy phong đến mấy thì cuối cùng vẫn không thể gặp ra ánh sáng, mưa bom bão đạn thì tôi không sợ, nhưng bảo tôi cả ngày trốn trốn tránh tránh mai danh ẩn tích thì tôi không làm đâu. Hình Chiêu Huy nói, cái chết của Trương Bích Quân không phải là kết thúc, nữ nhân này rất không đơn giản, cái chết của cô ta có lẽ sẽ dấy lên một hồi sóng lớn. Trương Dương nói, trước mắt hình như vẫn chưa nhìn ra dấu hiệu này. Hình Chiêu Huy nói, có một số ảnh hưởng đều là từ từ biểu hiện ra ngoài. Trương Dương nói, anh biết Nghiêm Quốc Chiêu không? Hình Chiêu Huy nhíu mày, hắn là một trong những đặc công ưu tú nhất từ khi Quốc An thành lập tới nay, khi ở Quốc An đã làm rất nhiều đại sự. Hắn nói khẽ, anh là nói hắn có liên quan tới cái chết của Trương Bích Quân. Trương Dương nói, chuyện cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, có điều người này và Trương Bích Quân, và người Nhật Bản đều đi lại với nhau rất gần. Hình Chiêu Huy nói, những lời cậu nói với tôi hôm nay tốt nhất đừng nói với người khác. Trương Dương có chút kỳ quái nhìn hắn. Hình Chiêu Huy nói, có một số bí mật không ai muốn để người ngoài biết cả. Trương Đại Quan Nhân hình như có sở ngộ, gật đầu. Hình Chiêu Huy nói, còn sống thật tốt, qua chuyện này, tôi mới hiểu được, thứ mang tới hạnh phúc cho người ya không phải tiền tài, không phải địa vị, mà là còn sống. Hình Chiêu Huy bảo lái xe đưa Trương Dương về ban chú kinh. Khi Trương Dương đến khách sạn Thanh Giang thì tiệc rượu đã bắt đầu, Hồng Vệ Đông cười nói, Trương Dương tới muộn, nhất định phải phạt 3 chén rượu. Liêu Bác Sinh cười nói, tôi thấy không cần phạt rượu đâu, mệt mỏi cả một ngày rồi, uống say thì không tốt. Lý Trường Vũ cười ha ha, nói, anh nếu nói ai khác uống say thì tôi tin, nhưng Trương Dương uống say thì tôi chưa thấy bao giờ. Hồng Vệ Đông gật đầu theo, đúng vậy. Trương Đại Quan Nhân mỉm cười ngồi xuống vị trí của mình, cầm 3 chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nếu đã tới muộn thì phải chịu phạt, tôi không thể làm loạn quy củ được. Mấy người đồng thời bật cười, Hồng Vệ Đông nói, Trương Dương uống rượu luôn rất sảng khoái. Trương Dương ăn miếng thức ăn rồi uống với mỗi người 2 chén. Liêu Bác Sinh nói, vừa rồi bên Bộ Ngoại giao đã hẹn thời gian, 2 giờ chiều ngày mai chúng ta sẽ tới. Trương Dương gật đầu. Liêu Bác Sinh nói, Phó Thủ tướng Văn nói thế nào? Hắn biết Trương Dương vừa mới tới nhà Văn Quốc Quyền, nếu như Văn Quốc Quyền ra mặt thì chuyện này khẳng định sẽ được giải quyết dễ dàng. Trương Dương cười nói, tôi chỉ tới thăm hỏi một chút thôi, loại việc nhỏ này không cần thiết phiền tới ông ta. Liêu Bác Sinh cười cười. Xem ra Trương Dương căn bản không muốn mượn dùng lực lượng của Văn gia, như vậy những lời mình hỏi vừa rồi ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Hồng Vệ Đông nói, phía Bộ Ngoại giao đối ngoại khẳng định là bảo vệ lợi ích của chúng ta, nhưng tôi nghe nói lần này phía Sứ quán Nhật Bản đã liên lạc một số đặc phái viên ngoại trú khác, mượn chuyện đầu tư Cảng Phước Long để làm văn. Trương Dương nói, Cảng Phước Long chỉ là mâu thuẫn giữa chúng ta và phía Nhật, liên quan gì tới các quốc gia khác. Hồng Vệ Đông nói, ngoại giao và quan hệ giữa người với người cũng không có gì khác nhau, 2 người đánh nhau, chung quanh sẽ có mấy chục người xem náo nhiệt, trong đó có hạng người đi theo gây thêm phi ề, đơn giản là muốn đục nước béo cò, kiếm thêm ít lợi ích cho mình, tranh thủ chút chính sách, còn có người căn bản chính là đi tìm cảm giác rằng mình đang tồn tại. Trương Dương nói, loại người nhàm chán này cứ dứt khoát không để ý tới là được.
Lý Trường Vũ nói, bất kỳ chuyện gì một khi đã nâng lên tới tầm ngoại giao thì phải chú ý một lễ nghi, rõ ràng trong lòng rất chán ghét, nhưng trên mặt vẫn phải cười. Trương Dương nói, đây không phải là dối trá ư. Lý Trường Vũ nói, giữa quốc gia và quốc gia, tất cả là quan hệ đôi bên cùng có lợi, có ai là thật lòng với nhau đây? Liêu Bác Sinh, nói thật ra vấn đề lần này chủ yếu vẫn là tập đoàn Nguyên Hòa khơi lên, nếu như ở Bắc Cảng bàn tốt điều kiện thì không đến mức lớn chuyện như vậy, không tới mức phải tới Bộ Ngoại giao giải thích. Trương Dương nói, bọn họ có chút ác lắm, há miệng ra là đòi 1 triệu đô la, tưởng chúng ta là nhà băng chắc. Liêu Bác Sinh cười nói, phía tập đoàn Nguyên Hòa đích xác là công phu sư tử ngoạp, bọn họ ở Cảng Phước Long trước mắt tổng cộng đầu tư không quá 3 triệu nhân dân tệ. Không ngờ dám hô lên tới 1 triệu đô la tiền bồi thường. Lý Trường Vũ và Hồng Vệ Đông là người bàng quan nên cũng không thích hợp chen vào nói. Trương Dương nói, tôi đã nói với cô ta rồi, một xu cũng không đền cho họ. Liêu Bác Sinh nói, chính là những lời này đã chọc giận cô ta, cho nên mới làm ầm ĩ chuyện này tới Bộ Ngoại giao. Trương Dương nói, không chỉ bởi vì một chuyện này thôi đâu, anh đừng xem thường cô ta còn có một sự chuẩn bị nữa rồi. Đã ngấm ngầm bàn việc chuyển nhượng cho tập đoàn Đỉnh Thiên, đem tất cả nghiệp vụ trong nước của tập đoàn Nguyên Hòa sang tay cho Đỉnh Thiên. Liêu Bác Sinh hơi ngẩn ra, chuyện này hắn vẫn chưa được nghe nói. Trương Dương nói cách khác, bất kể chúng ta bồi thường họ hay không, bồi thường nhiều hay ít thì bọn họ đều sẽ rời khỏi thị trường Trung Quốc, hiện tại làm lớn chuyện, đơn giản là tìm một cái cớ mà thôi. Tiệc tối kết thúc, Trương Dương tới phòng Lý Trường Vũ nói chuyện phiếm. Lý Trường Vũ lúc này mới hỏi tới chuyện này, Trương Dương, chuyện của Cảng Phước Long có phiền lắm không? Trương Dương nói, Cảng Phước Long không phải chủ đề, trước đó ở núi Thanh Đài, có một đám ninja Nhật Bản phóng hỏa đốt cháy Tử Hà Quan, ý đồ ám sát Khưu Chỉ Đống, kết quả bị tôi xử lý 7 tên, Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Võ Trực Chính Giã đã giao phong với tôi vài lần, chuyện của Cảng Phước Long chỉ là một dây dẫn lửa mà thôi. Lý Trường Vũ nói, tập đoàn Nguyên Hòa thực lực không kém. Vì sao cậu cứ đá họ ra khỏi Tân Hải? Tôi từ góc độ của người bàng quan mà xem xét vấn đề thì chuyện này cũng bất hợp lý, dù sao hai bên đã ký kết hợp đồng chính thức, cách làm hiện tại của các cậu chính là bội ước. Trương Dương nói, tập đoàn Nguyên Hòa có bối cảnh xã hội đen, tôi hoài nghi lai lịch tài chính của bọn họ tồn tại vấn đề. Chương 2329, yêu ai 2. Lý Trường Vũ nghe hắn nói như vậy thì lập tức trầm mặc, trước đây khi hắn ở Giang Thành, bởi vì việc đầu tư của An Gia mà bị tình nghi dính líu đến chuyện tiền đen rồi bị điều tra, sự kiện đó cơ hồ đã kết thúc tiền đồ chính trị của hắn, đối với một cán bộ quốc gia mà nói, tồn tại rất nhiều khu mìn mà không thể chạm tới. Trương Dương nói, Nguyên Hòa Hạnh Tử đã tìm được một người tiếp nhận rồi, theo như tôi biết, tập đoàn Đỉnh Thiên chắc tiếp xúc với bọn họ từ lâu rồi. Lý Trường Vũ nói, tập đoàn Đỉnh Thiên cũng là một công ty thực lực hùng hậu, nếu như để bọn họ tiếp nhận công trình Cảng Phước Long thì cũng là một chuyện tốt. Chủ tịch Lương Kỳ Hữu của bọn họ có danh xưng là Cảng Cửu Thuyền Vương. Trương Dương nói, anh không phải từng nói, làm việc không thể chỉ nhìn mặt ngoài, phải xuyên qua hiện tượng mà nhìn bản chất ư. Lý Trường Vũ không khỏi cười nói, vậy bản chất của chuyện này là gì? Trương Dương nói, con rể của Lương Kỳ Hữu là An Đạt Văn, chuyện này 10 phần có 9 là An Đạt Văn ở sau lưng rượt dây. Lý Trường Vũ nhíu mày, An Đạt Văn chẳng phải là cháu của An Lão ư? Trương Dương gật đầu nói, chính là hắn, khi An Lão còn sống đã thiên tân vạn khổ mới đưa sinh ý của gia tộc đi vào quỹ đạo, nhưng từ khi giao vào tay hắn, An gia trong một đêm đã trở lại trước giải phóng. Lý Trường Vũ nói, cậu là nói An Đạt Văn đang làm sinh ý phi pháp. Trương Dương nói, tôi cũng không có chứng cứ gì cả, có điều nghe nói không ít nghe đồn. Lý Trường Vũ cũng biết không ít về ân oán của Trương Dương và An Đạt Văn. Hiện tại hắn đã minh bạch Trương Dương bất kể là như thế nào cũng sẽ không cam tâm giao Cảng Phước Long cho Đỉnh Thiên xây dựng kinh doanh, Lý Trường Vũ nói, như vậy xem ra cậu cuối cùng nghiêng về phía tập đoàn Tinh Nguyệt. Trương Dương nói, cũng không phải là bởi vì tôi thiên vị, mà là bối cảnh và động cơ của hai nhà kia không sạch sẽ gì, tôi làm việc vẫn luôn lấy ổn thỏa làm đầu. Lý Trường Vũ nói, thành thục rồi, có điều với bên Bộ Ngoại giao cậu định ăn nói thế nào? Trương Dương nói, ăn ngay nói thật. Bộ Ngoại giao cũng phải phân rõ phải trái đúng không? Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Toàn tiếp đãi Liêu Bác Sinh và Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân vừa nghe vậy là vị này phụ trách chuyện của bọn họ thì lập tức muốn đánh trống rút lui, nhưng mọi người đã tới, nếu như hiện tại ly khai thì chỉ sợ sẽ khiến cho người khác xem thường, Trần Toàn thì sao? Một cấp phó bộ thôi mà, có thể thực sự ăn được tôi trước.
Tâm tình của Trần Toàn gần đây vẫn luôn không tốt, từ sau khi vợ hắn gây ra vụ bê bối của hội từ thiện Thiên Chỉ Tiên Sinh, ảnh hưởng mà hắn phải chịu rất lớn, khi con trai bị bắt cóc, vợ không thể không công khai nhận sai, mà hắn trong quá trình này lại rất bất hạnh đắc tội với Văn Quốc Quyền. Trần Toàn biết mình không thể còn là bằng hữu thân thiết của Văn Quốc Quyền nữa, hắn hiểu rõ vị trí và tiền cảnh của mình, tuy rằng hắn trên tuổi tác còn có chút ưu thế, nhưng Trần Toàn đã bắt đầu tìm kiếm đường lui cho tương lai của mình. Con người ta chỉ có khi không nhìn rõ con đường phía trước mới có thể như vậy. Liêu Bác Sinh và Trương Dương cùng nhau tới văn phòng của Trần Toàn, trong hoàn cảnh như vậy, Liêu Bác Sinh tự nhiên cảm nhận được một loại uy áp, nụ cười của hắn cẩn thận mà thu liễm. Trương Đại Quan Nhân thì khác với Liêu Bác Sinh, vẻ mặt thản nhiên như không, bộ dạng tựa cười mà như không phải cười. Hai người cùng nhau chào một tiếng Bộ trưởng Trần. Trần Toàn gật đầu, ra hiệu cho hai người ngồi xuống sofa ở bên cạnh, ánh mắt hắn đảo qua khuôn mặt của hai người, rất ngắn ngủi, sau đó nói khẽ, dụng ý bảo các anh tới đây chắc các anh đều rõ cả chứ. Liêu Bác Sinh đang muốn gật đầu thì Trương Dương ở bên cạnh lại, thật sự không biết vì sao. Liêu Bác Sinh quay sang, hơi hơi há miệng, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, thằng ôn này muốn làm cái gì đây? Trần Toàn lúc này mới một lần nữa hướng ánh mắt lên mặt Trương Dương, hết sức lông bông, trong mắt không có tôn trưởng, dưới đáy lòng Trần Toàn thầm lặng lẽ bình phẩm về hắn như vậy, bởi vì chuyện của con, cũng bởi vì chuyện của mình, hắn thậm chí đã đổ lỗi nguyên nhân tình cảm của mình với Văn Gia vỡ tan lên người thằng ôn này. Trần Toàn rất ghét hắn, nhưng với niên kỷ và bối phận của hắn, vẫn không đáng chấp nhặt với tên tiểu tử chưa ráo máu đầu này. Trần Toàn nói, là không biết thật hay là giả bộ hồ đồ. Khi nói những lời này, ánh mắt của hắn lại hướng sang Liêu Bác Sinh. Liêu Bác Sinh trong lòng xấu hổ, mắng thầm thằng ôn Trương Dương này là đồ phá hoại, thành môn thất hỏa, thằng nhóc anh gây sự với Trần Toàn, kẹp tôi ở giữa, hắn trả lời cũng không phải mà không trả lời cũng không phải. Trương Dương nói, Bộ trưởng Trần, thực sự không phải giả bộ hồ đồ, tôi là thật sự không biết, hay là ngài nói cho tôi nghe một chút. Thằng ôn này cợt nhả nhìn Trần Toàn. Trong mắt Liêu Bác Sinh thì thằng cha này quả thực là trong mắt không có tôn ti trật tự, Trần Toàn vẫn biểu hiện ra sự tu dưỡng rất tốt, mỉm cười nói, đồng chí Bác Sinh, anh thân là thị trưởng mà công tác không làm đến nơi đến chốn, trước khi đến kinh thành anh không truyền đạt mục đích của việc này ư. Bóng cao su được đá cho Liêu Bác Sinh. Mặt Liêu Bác Sinh nóng lên, Trương Dương à, số tiểu tử anh căn bản là đang làm khó tôi. Hắn đang chuẩn bị lên tiếng. Trương Dương bật cười ha ha, Bộ trưởng Trần, thị trưởng Liêu cũng nói rồi, là bản thân tôi không rõ chúng tôi rốt cuộc sai ở chỗ nào, tiểu Nhật Bản chạy đến Bộ Ngoại giao đổ oan cho chúng tôi, các anh tin ngay ư. Ít nhất cũng phải điều tra một chút chứ. Liêu Bác Sinh thở phào nhẹ nhõm, thằng ôn này coi như còn có lương tâm, biết giải vây giúp mình. Hai người các anh cứ nói chuyện, tôi không nhúng vào. Trần Toàn nói, đồng chí Trương Dương, chú ý cách dùng từ của anh, cái gì gọi là tiểu Nhật Bản. Ở phương diện ngoại giao thì các nước ngang hàng với nhau. Nếu như khi anh đối mặt với bạn bè Nhật Bản nói như vậy thì sẽ tổn thương tới tình cảm giữa các dân tộc. Trương Đại Quan Nhân nói, quen rồi, đành chịu thôi, tôi từ trong đáy lòng đã không thích người Nhật Bản. Trần Toàn nói, Trương Dương à, đây là chỗ không đúng của anh. Là một cán bộ quốc gia, phải đứng trên độ cao nhất định để nhìn vấn đề, quan hệ giữa nước và nước theo sự phát triển của thời đại đang không ngừng biến hóa, anh không thể dùng sự yêu ghét cá nhân để xử lý vấn đề ngoại giao. Trương Dương nói, tôi cũng không phải người của Bộ Ngoại giao. Vấn đề về phương diện ngoại giao cũng không tới lượt tôi xử lý. Một câu khiến Trần Toàn nghẹn lời, tên tiểu tử này sao ăn nói đáng ghét thế? Trần Toàn nói, gần đây Bắc Cảng có rất nhiều ngoại thương phản ánh. Các anh ở phương diện chiêu thương dẫn tư tồn tại vấn đề rất lớn, nhất là sau khi Bắc Cảng trải qua trận sóng thần đó, các anh đã trong xử lý rất nhiều phương diện đã gây tổn hại tới lợi ích của ngoại thương, trước mắt rất nhiều cách làm của các anh đã tạo thành ảnh hưởng rất xấu, rất nhiều ngoại thương thông qua sứ quán của bọn họ để đưa ra kháng nghị tới chúng tôi. Trương Dương nói, vô tội, tất cả là vô tội. Liêu Bác Sinh mở to hai mắt, thằng ôn này là muốn lật trời à? Phải biết rằng đây là ở Bộ Ngoại giao. Vị này là Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Chương 2330, yêu ai, 3. Sắc mặt Trần Toàn đã rất khó coi, hàm dưỡng tốt đến mấy cũng không chịu nổi sự đổi trắng thay đen của thằng cha này. Hôm nay đúng là tú tài gặp lính, có lý mà không nói được, Trần Toàn hừ một tiếng, anh là nói tôi vô tội cho anh ư. Hắn giơ văn kiện trên bàn lên rồi đập thật mạnh xuống mặt bàn, tự anh xem đi. Trương Dương nói, tôi là nói tiểu Nhật Bản nói xấu tôi, Bộ trưởng Trần.
Bọn họ nói tôi gây tổn hại tới lợi ích của bọn họ, sao lại gọi là tổn hại tới lợi ích của bọn họ? Sóng thần của Bắc Cảng đã kiểm nghiệm chất lượng công trình của bọn họ, cũng kiểm nghiệm tính hợp lý của thiết kế công trình của bọn họ. Bọn họ căn bản không thông qua có kiểm nghiệm lần này, tôi nếu như bảo hộ lợi ích của người ngoại quốc thì tất sẽ tổn hại tới lợi ích của người Trung Quốc chúng ta. Tôi không phải quan ngoại giao, tôi không có chủ nghĩa quốc tế gì cả, ánh mắt của tôi rất hẹp, chỉ nhìn được mỗi cái địa phương bé xíu Bắc Cảng thôi, cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của người dân Bắc Cảng mà thôi. Thân là quan địa phương, tôi phải bảo hộ người của mình, chuyện phùng má giả làm người mập tôi không làm được, rõ ràng tổn thất nhiều như vậy, tôi không thể móc hầu bao của mình ra để đi giành cái danh tiếng quốc tế gì đó. Tôi không để ý bọn họ mắng tôi hay là khen tôi, đối với tôi mà nói, Nhật Bản cách tôi rất xa, bọn họ thích trách thì trách, bất kể nói gì thì tôi cũng chỉ coi như là đánh giấm thôi. Trần Toàn tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, chỉ ra cửa lớn nói anh ra ngoài. Trương đại quan nhân căn bản cũng không muốn ở đây, hắn đứng lên nói, vậy tôi đi, chuyện nên giải thích chắc tôi cũng đã giải thích rõ rồi chứ. Liêu bác sinh liều mạng nháy mắt với hắn, Trần Toàn đã tức thành như vậy, thằng nhóc anh còn không mau tránh đi. Hắn đứng lên theo, bộ trưởng Trần, chúng tôi đi trước. Trần Toàn nói, hắn ra ngoài còn anh thì ở lại. Liêu bác sinh dự cảm bi kịch của mình sắp đến rồi, 89 phần 10 bị Trần Toàn coi là nơi chút giận. Có chút hâm mộ nhìn Trương Dương, hắn một lần nữa ngồi xuống vị trí. Trần Toàn vỗ bàn, anh giáo dục đám cán bộ dưới tay anh kiểu gì vậy? Hả, ngạo mạn vô lễ, nói ẩu nói tả, người như vậy phóng ra ngoài đúng là làm mất mặt quốc gia. Liêu bác sinh cười bồi, nghĩ thầm anh giận rồi thì nói vài câu chút giận, xong rồi thả tôi đi đi. Trần Toàn nói, đừng cảm thấy đây là việc nhỏ. Nếu như chuyện không phải bị làm lớn lên thì tôi cũng sẽ không gọi các anh từ Bắc Cảng tới giải thích làm gì. Hiện tại không chỉ là nhà đầu tư Nhật Bản, còn có cả ngoại thương của các quốc gia khác đều đưa ra kháng nghị, cho rằng Bắc Cảng các anh trong xử lý tình hình thiên tai lần này quá mức qua loa, không cân nhắc tới lợi ích của nhà đầu tư, cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng quốc tế của chúng ta, anh có biết hay không? Liêu bác sinh lắc đầu. Trần Toàn nói, anh không biết ư. Liêu bác sinh lại lắc đầu. Trần Toàn nói, anh không ngờ không biết. Liêu bác sinh nói, bộ trưởng Trần, cái gì cũng để ngài nói rồi, tôi biết cái gì. Tôi nếu biết thì có cần ngàn dặm xa xôi chạy đến kinh thành nghe ngài quát mắng không? Trương Dương có câu nói không sai, cán bộ địa phương chúng tôi không hiểu tinh thần chủ nghĩa quốc tế gì cả, cảnh giới của chúng tôi chính là như vậy, nếu thực sự phạm phải sai lầm gì thì ngài cứ dứt khoát cách chức chúng tôi đi. Liêu bác sinh nói xong thì xoay người bước đi. Trần Toàn trợn mắt há hốc miệng ngồi ở đó, phản rồi. Đám quan viên địa phương này tất cả phản rồi. Trương đại quan nhân ở bãi đỗ xe chờ Liêu bác sinh, không ngờ hắn lại ra nhanh như vậy. Trương đại quan nhân cợt nhả nhìn hắn, xin lỗi thị trưởng Liêu, xin lỗi, để ngài đỡ đạn cho rồi. Liêu bác sinh trừng mắt lườm hắn một cái, mẹ kiếp. Trương đại quan nhân vội vàng xoa xoa mặt, thị trưởng Liêu, nước miếng của ngài thực sự có chút khoa trương đó. Đáng đời. Anh muốn đấu văn hay là đấu võ thì trước chuyện cũng phải công thông với tôi một chút chứ, giờ thì hay rồi, anh nói cho sướng miệng, đắc tội với người ta xong thì bỏ chạy, để tôi lại chùi đút cho anh. Hả, anh cũng quá không trưởng nghĩa rồi, Liêu bác sinh hầm hừ nói. Trương đại quan nhân cười cười, có điều thằng cha này lập tức bình luận ra vị đạo của những lời này của lão Liêu, vậy, thị trưởng Liêu, chúng ta tức thì tức, nhưng không thể mở miệng là mắng người được. Vì sao lại gọi là nói cho sướng miệng rồi để ngài phải chùi đít cho tôi, ngài khi dễ tôi còn trẻ à? Dạng háng ra bắt tôi chui vào, còn này còn chưa tính, còn mắng tôi mấy câu mới đã nghiền. Liêu bác sinh không nhịn được liền bật cười, hắn cũng không phải cố ý, xua tay nói, anh trước giờ đều là như vậy, tôi hôm nay coi như minh bạch rồi, căn bản không nên tới đây. Trương Dương nói, ấy đừng, ngài là người chỉ huy, ngài đi rồi thì tôi biết làm sao. Liêu bác sinh nheo mắt lại nhìn hắn, anh thấy tôi già nên hồ đồ rồi à? Trương đại quan nhân lắc đầu. Tôi dễ lừa vậy ư? Trương Dương nói, tôi thề với trời, tôi trước giờ không hề có ý lừa ngài. Liêu bác sinh nói, điền kỵ đua ngựa, tôi nếu đối phó với phó bộ trưởng Trần, tôi là bại chắc rồi, cho nên, chuyện này tôi không làm được, mà đã không làm được thì còn ở lại làm gì? Giúp anh đỡ xét à? Trương đại quan nhân nói, thị trưởng Liêu. Ý của ngài là phát xét này tôi nên gánh ư? Liêu bác sinh nói, anh thích gánh thì gánh, dù sao anh cũng là một cái cột thu lôi, tôi thì không được, tôi một là không có cha nuôi, hai là không có bố vợ, quan của kinh thành này quá lớn, tôi ở lại càng lâu thì áp lực càng lớn.
Trương đại quan nhân cười nói, thị trưởng Lưu, lời này của ngài không giống những lời mà người làm lãnh đạo nên nói. Tuy rằng phễu là tôi đâm ra, nhưng ngài là lãnh đạo của tôi, ngài nên đỡ áp lực giúp tôi. Bí thư Tống là lãnh đạo của tôi đấy, sao không thấy y ra đỡ áp lực cho tôi? Lưu Bác Sinh nói xong thì bật cười, vỗ vỗ vai Trương Dương rồi nói thật lòng. Tôi thấy Trần Toàn đó trông thì cao cao tại thượng nhưng trong lòng đang hoảng lắm. Chủ nghĩa quốc tế cái gì, coi quan viên địa phương khi chúng ta đều là kẻ ngốc à? Trương Dương, loại người như hắn phải để anh đối phó, mà cũng chỉ có anh là có thể đối phó. Trương Dương nói, thị trưởng Lưu, ngài nói cả nửa ngày, vẫn là muốn đẩy tôi ra. Lưu Bác Sinh nói, cán bộ trẻ tuổi ngay cả chút giác ngộ ấy cũng không có thì quốc gia chúng ta còn có hy vọng gì. Anh không đi thì chẳng lẽ bắt lão già tôi đi ư? Trương đại quan nhân nói, lỗ châu mai tôi có thể lấp được, nhưng vạn nhất đại pháo tới thì ngài bảo tôi phải làm sao? Lưu Bác Sinh nói, cứ phóng tay mà làm, tóm lại một câu, tôi khẳng định sẽ đứng ở bên anh. Trương Dương nói, nghe những lời này mà ấm cả lòng. Lưu Bác Sinh vỗ vai hắn, lời nói thấm thía, lấy ra tinh thần nghé con mới sinh không sợ hổ, tôi và tất cả đồng chí Bắc Cảng đều ủng hộ anh trên tinh thần. Lưu Bác Sinh không phải đảm đương không có đảm đương. Nhưng hắn sau khi gặp mặt Trần Toàn thì liền minh bạch, chuyện này hắn không thể giải quyết được, trước khi đi, bỏ lại những lời nói thiết bong bong trước mặt Trần Toàn, cũng không có nghĩa là hắn không sợ cường quyền, mà là vì hắn hiểu rõ, quan hệ của Trần Toàn và Văn Quốc Quyền hiện tại đang rất găng, căn bản không có tiền đồ gì để nói, một người đã quá hạn trong quan trường thì chỉ sợ ngay cả một người dân tóc húi cua cũng không bằng. Chương 2331, yêu ai 4. Lưu Bác Sinh trước khi trở về thì thông qua điện thoại trao đổi một chút với bí thư thị ủy Thường Lăng Không nghe nói tới loại tình huống này thì cũng đồng ý để hắn trở về, nếu cái gọi là ảnh hưởng ác liệt đã tạo thành rồi, dứt khoát cứ để thằng Ôn Trương Dương này đi xử lý. Lưu Bác Sinh nói đi là đi, không do dự chút nào, hôm ấy sau khi trở lại ban chú kinh liền dẫn lái xe về. Trương đại quan nhân không giữ lại, thật ra chuyện này không có liên quan gì tới lão Lưu. Tập đoàn Nguyên Hòa khẳng định nhằm vào mình. Với hắn mà nói, đã tới rồi thì kệ, dù sao cũng tới một chuyến rồi, phải kết thúc chuyện của tập đoàn Nguyên Hòa. Trương đại quan nhân vẫn có bài để đánh, khi ở Giang Thành hắn đã đâm cho Võ Trực Chính Giã một thông tâm châm, nhưng chuyện này chưa qua được mấy ngày thì tiểu Nhật Bản lại ép tới, đối nghịch với hắn, thế cũng không hay, nói không chừng chính là Võ Trực Chính Giã giở trò. Trương Dương gọi điện thoại cho Võ Trực Chính Giã. Võ Trực Chính Giã nghe Trương Dương nói xong thì lập tức phủ nhận, chuyện này không có bất kỳ liên quan gì tới tôi. Trương Dương nói, rõ ràng là sứ quán của các anh bẩm báo cho Bộ Ngoại giao, anh thân là đại sứ mà lại còn nói là không biết ư. Võ Trực Chính Giã nói, sứ quán Nhật Bản cũng không phải chỉ có một quan ngoại giao là tôi bây giờ còn vẫn đang ở Giang Thành, tôi đang xử lý công việc khắc phục hậu quả của 8 người bị chết, lấy đâu ra thời gian mà lo tới chuyện khác. Thằng cha này lộ ra vẻ vô tội. Trương đại quan nhân nói, cho dù không phải anh gây ra chuyện này, nhưng anh không thể không biết chút gì chứ. Võ Trực Chính Giã nói, thật ra trước đó đã có kháng nghị rồi, chỉ là Bộ Ngoại giao của các anh trước đây không coi trọng như vậy thôi. Trương Dương nói, anh nghĩ chủ ý giúp tôi đi, chuyện này nên giải quyết thế nào? Võ Trực Chính Giã trong lòng minh bạch, đây là bắt hắn ra mặt giải quyết chuyện này, hắn thở dài nói, gia tộc Nguyên Hòa ở Nhật Bản rất có thực lực. Chuyện đã tới nước này, tôi cũng không có biện pháp. Trương đại quan nhân hừ lạnh một tiếng, Võ Trực tiên sinh đúng là biết từ chối. Võ Trực Chính Giã nói, không phải từ chối, quả thực là không có phương pháp nào tốt cả, trừ phi anh thuyết phục được gia tộc Nguyên Hòa không tiếp tục truy cứu nữa. Võ Trực Chính Giã sở dĩ biểu hiện ra vẻ kiên nhẫn và khách khí như vậy với Trương Dương, chủ yếu là hắn hoài nghi lúc trước người đâm châm lên người mình chính là Trương Dương, đáng tiếc hắn lại không có chứng cứ. Về sau kiểm tra thân thể một phen thì phát hiện thân thể cũng không có gì khác thường, nhưng cái đốm trước ngực thì lại rất rõ ràng, đã thành tâm bệnh của hắn. Sau khi Trương đại quan nhân nói chuyện với Võ Trực Chính Giã, cẩn thận ngẫm nghĩ, cũng đúng, cởi chuông phải tìm người buộc chuông, chuyện này do tập đoàn Nguyên Hòa dựng lên, muốn giải quyết triệt để thì vẫn phải xuống tay từ chỗ Nguyên Hòa Hạnh Tử. Trương Dương tìm ra điện thoại của Nguyên Hòa Hạnh Tử, bấm số của cô ta. Không ngờ câu đầu tiên Nguyên Hòa Hạnh Tử nói sau khi bắt mày chính là, tôi đang ở Kinh Thành, có gì muốn nói ý gặp mặt hãng nói. Trương Dương ở một quán ăn Nhật Bản gần Đại sứ quán Nhật Bản chờ Nguyên Hòa Hạnh Tử. Nguyên Hòa Hạnh Tử mặc kimono màu sẫm, buộc tóc kiểu Nhật truyền thống, da thịt như tuyết. Lẳng lặng ngồi dưới đèn da dê đợi Trương Dương. Trương đại quan nhân cởi giày,
đi vào bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Nguyên Hòa Hạnh Tử đưa thực đơn cho Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân vừa thấy bên trên là tiếng Nhật thì lập tức xua tay, phương diện này tôi chính là một kẻ mù chữ. Nguyên Hòa Hạnh Tử lạnh lùng cười nói, trước đây đã thử thức ăn Nhật chưa? Trương Đại Quan Nhân nói, có gì hay đâu mà ăn. Trong lòng đối với thức ăn Nhật Bản thì có chút khinh thường, cho rằng cũng ăn trộm từ văn hóa ẩm thực của Trung Hoa chúng ta. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi biết anh khinh thường văn hóa Nhật Bản, rất nhiều người Trung Quốc đều cho rằng văn hóa Nhật Bản chính là chi nhánh của văn hóa Trung Hoa. Quả thực văn hóa Nhật Bản chịu ảnh hưởng rất lớn từ các anh, nhưng trải qua nhiều năm phát triển và biến hóa đã có sự đặc sắc của riêng mình. Lúc này, một mâm thức ăn được đưa lên. Nguyên Hòa Hạnh Tử vừa giới thiệu thức ăn vừa gắp ăn, tướng ăn của cô ta vô cùng tao nhã, mỗi một động tác trong mắt người ngoài đều là một loại hưởng thụ sung sướng. Trương Dương nhìn cô ta, như trở lại quá khứ, những lời Nguyên Hòa Hạnh Tử nói hắn căn bản không nghe rõ. Nguyên Hòa Hạnh Tử vốn thật lòng muốn giới thiệu thức ăn Nhật Bản với hắn, nhưng rất nhanh cô ta liền phát hiện Trương Dương đã thất thần, chuyên chú nhìn cô ta, trong mắt lộ ra nhu tình vạn trùng. Ánh mắt như vậy khiến Nguyên Hòa Hạnh Tử tim đập mạnh hơn. Nhưng cô ta rất nhanh đã bình tĩnh lại, bởi vì cô ta biết, nhu tình trong mắt Trương Dương tuyệt đối không phải là dành cho mình. Cô ta không nhịn được nhắc nhở Trương Dương, có biết nhìn thẳng người khác như vậy là rất bất lịch sự hay không? Trương Dương được cô ta nhắc nhở mới hồi phục lại tinh thần, cười nói, xem ra tôi về sau nên tránh gặp mặt cô thì tốt hơn. Lúc này đồ ăn họ gọi đã được đưa lên hết, đầy cả một bàn. Nguyên Hòa Hạnh Tử cầm rượu rót cho Trương Dương, uống rượu sake vào miệng thì tuy rằng nhạt, nhưng hậu kình lại rất đủ. Trương Dương cầm chén rượu lên uống cạn, nhạt cứt. Nguyên Hòa Hạnh Tử thở dài, tôi phát hiện nam nhân Trung Quốc các anh rất thích nói tục, chẳng lẽ chỉ có dùng phương thức này mới có thể biểu đạt được sự hào sảng khí khái của các anh hay sao? Trương Dương nói, vì tôi là một tục nhân mà. Nguyên Hòa Hạnh Tử mỉm cười nói, có chút không hiểu ý của anh. Trương Đại Quan Nhân cầm chai rượu lên rót rồi nói cách khác thì chính là cô là đồ sứ, còn tôi là mái ngói. Nguyên Hòa Hạnh Tử gật đầu, vừa rót rượu cho hắn vừa nói, lần này tôi hiểu rồi, anh là đang uy hiếp tôi. Trương Dương cười nói, tôi không bao giờ uy hiếp nữ nhân, nhất là cô. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tuy rằng anh đối với tôi đã nhiều lần biểu hiện ra thiện ý, nhưng không biết vì sao, tôi trước giờ đều không cảm thấy nên cảm ơn anh. Trương Dương nói, gì cơ? Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi cảm ơn người đó, người mà tôi rất giống. Trương Dương ngây ra một thoáng. Nheo mắt lại, trong mắt lộ ra một chút bất mãn và sát khí. Bộ dáng của hắn không hề dọa được Nguyên Hòa Hạnh Tử. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, nghe nói anh lần này là bị Bộ Ngoại giao gọi tới Kinh Thành, gây cho anh thêm phiền toái nhiều như vậy, thật là ngại quá. Tôi có thể nói cô hư ngụy không? Nguyên Hòa Hạnh Tử vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, Trương tiên sinh, tôi không phải không cho anh cơ hội lựa chọn, 8.000 vạn đô la, bồi thường tôi yêu cầu cũng không nhiều. Trương Đại Quan Nhân cười nói, một bữa cơm hữu tình như vậy, chúng ta hay là đừng nói tới tiền thì tục khí quá. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi và Đỉnh Thiên trên cơ bản đã đạt thành ý đồ, nếu như anh không đồng ý thì tôi chỉ có thể ký hợp đồng với Đỉnh Thiên. Trương Dương nói, Lương Kỳ Hữu không phải kẻ ngốc, không có sự ủng hộ của chính phủ địa phương thì tỷ lệ thành công hắn tham gia vào chuyện của Cảng Phước Long cực kỳ bé nhỏ. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, thứ cho tôi nói thẳng, hiện tại quyền chủ động không phải tất cả đều ở trong tay anh. Chính phủ địa phương cũng không thể lấy thúng úp voi, hiện tại Trung Quốc vô cùng coi trọng sự đầu tư của thương, anh sẽ không lấy sĩ đồ của mình ra đùa chứ. Trương Dương bật cười ha ha, cô đang uy hiếp tôi à, cô cho rằng liên hợp mấy ngoại thương thông qua sứ quán rồi tạo áp lực cho Bộ Ngoại giao là có thể bức tôi nhượng bộ được ư. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi căn bản không muốn cùng anh ầm ĩ tới mức này. Trương Dương nói, tôi không cảm thấy giữa hai ta có vấn đề gì, con người tôi luôn luôn công và tư rõ ràng. Trong việc công chúng ta đứng trên lập trường riêng ngươi chết ta sống, nhưng về riêng tư, chúng ta vẫn có thể ngồi uống chút rượu, nói điểm giao, tôi cảm thấy như vậy rất tốt. Nguyên Hòa Hạnh Tử không khỏi thở dài, Trương Dương, con người anh nhìn thì rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại rất phức tạp. Trương Đại Quan Nhân nói, nam nhân vẫn nên phức tạp chút, quá đơn giản thì liếc một cái là có thể nhìn thấu, vậy thì không cần thâm nhập tìm hiểu, tôi thích phức tạp, tôi thực sự rất phức tạp. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, anh rất nhanh sẽ phát hiện so sánh với thế giới này thì anh thật ra rất đơn giản. Chủ tịch tập đoàn Đỉnh Thiên Lương Kỳ Hữu buổi sáng ngày hôm sau chủ động gọi điện thoại cho Trương Dương, trong điện thoại hắn không hề nhắc tới chuyện đang tại đàm phán với tập đoàn Nguyên Hòa, mà là mời Trương Dương ông ấy tùy viên gặp mặt.
Trương Dương đối với Tùy Viên thì không xa lại gì, tòa nhà của thôn họa sĩ này trước đó hắn đã cùng với Cố Dưỡng Dưỡng tới chơi. Hiện tại chủ nhân của tòa nhà này là An Đức Uyên, Lương Kỳ Hữu và An Đức Uyên là thân gia, lựa chọn nơi này làm chỗ gặp mặt cũng không kỳ quái. Tùy Viên vẫn là bộ dạng lịch sự tao nhã thanh u như trước đây, lặng lặng đứng trong rừng cây, nắng sớm viết nên dấu vết của năm tháng trên mái hiên và tường vây. Cửa khép hờ, hiển nhiên là chuẩn bị cho khách tới. Trương đại quan nhân đẩy cửa đi vào, trong viện chỉ có một bảo mẫu mặc áo sơ mi màu ánh trăng đang ở đó quét lá rụng, nhìn thấy Trương Dương tiến vào thì cung kính nói, Trương tiên sinh phải không? Lương tổng ở hoa viên phía sau chờ ngài. Chương 2332, phát hiện bất ngờ 1. Dọc theo hành lang gấp khúc ở sườn đông đi vào sâu trong sân, bước lên mặt đường lát đá, nhìn tường viện đầy dây leo và rêu xanh ở bên cạnh, giống như đi vào trong thời gian xa xôi, khiến cho người ta bất giác sinh ra cảm giác như đột nhiên nhảy ra khỏi thời đại này. Trương Dương đã là lần thứ hai tới Tùy Viên, nhưng cảm giác hoàn toàn bất đồng, lần trước tới nơi này để tham gia bút hội, khách quý tập hợp, náo nhiệt phi phàm, cái đẹp của Tùy Viên thì chỉ có thể thực sự tìm được trong yên tĩnh, chỉ có trong yên tĩnh mới có thể chân chính cảm nhận được cái đẹp lắng đọng lại thời gian trong đó. Lương Kỳ Hữu ngồi trong hậu hoa viên, trên bàn tròn bằng đá cẩm thạch màu trắng bày một bộ đồ sứ thanh hoa cảnh Thái Lam, hắn mặc áo dài màu xám, chân bắt chéo, lộ ra quần dài Armani màu xám, khiến cho người ta cảm thấy giống như quay về lại thời dân quốc. Trương đại quan nhân nhếch môi cười cười, không cần Lương Kỳ Hữu mời đã ngồi xuống đối diện, tôi còn tưởng rằng tới nhầm chỗ. Lương Kỳ Hữu nói, hiện tại rất người ăn mặc như vậy, tôi rất thích, kể ra thì đây là thói quen mà cha tôi để lại cho tôi. Hắn cầm ấm trà, rót cho Trương Dương một ly. Màu trà xanh biếc, một cỗ mùi hoa mai theo gió mà đến, Trương đại quan nhân hít vào mũi lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, bưng trà lên, một ngụm rồi nói, trà ngon. Lương Kỳ Hữu mỉm cười nói, sự tốt xấu của lá trà chỉ là một bộ phận trong số đó, uống trà phải xem tâm tình, trong hoàn cảnh như này, sẽ làm anh quên đi sự ồn ào của trần thế, sẽ làm cho anh đánh giá được những hương vị mà ngày thường anh không thể hiểu được. Trương Dương nói, kiến giải về nhân sinh của tiên sinh tôi hiện tại vẫn không thể hiểu được. Lương Kỳ Hữu nói, bí thư Trương cần gì phải khiêm tốn, tôi hôm nay mời bí thư Trương tới là muốn câu thông với ngài một số việc. Trương Dương mỉm cười nói, chuyện của Cảng Phước Long à. Lương Kỳ Hữu gật đầu, gần đây tôi đang bàn bạc với tập đoàn Nguyên Hòa, đàm phán chuyện tiếp nhận nghiệp vụ đầu tư trong nước của tập đoàn Nguyên Hòa, bí thư Trương chắc cũng nghe nói rồi. Trương Dương nói, cũng có nghe nói một chút, tôi cho rằng tất cả chỉ là lời đồn. Là sự thật, Lương Kỳ Hữu cường điệu. Trương Dương nói, Lương tiên sinh làm kinh thương nhiều năm, chắc đã gặp không ít sóng gió. Theo ý anh, tập đoàn Nguyên Hòa có quyền chuyển nhượng Cảng Phước Long cho anh không? Lương Kỳ Hữu uống ngụm trà rồi nói, cho nên tôi mới tìm bí thư Trương trước để câu thông một chút. Trương Dương nói, tôi có thể nói rõ ràng với anh, bất kể tập đoàn Nguyên Hòa làm như thế nào, chúng tôi cũng sẽ không tiếp tục hợp tác với bọn họ. Về phần công trình xây dựng thêm và sửa sang Cảng Phước Long sẽ dựa theo kế hoạch vốn có để công khai đấu thầu. Lương Kỳ Hữu nói, hợp đồng giữa tập đoàn Nguyên Hòa và Tân Hải vẫn chưa trở thành phế thải. Trương Dương nói, chuyện này không cần Lương tiên sinh quan tâm, trước khi đấu thầu, chúng tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Lương Kỳ Hữu nói, theo tôi được biết, tập đoàn Nguyên Hòa đã đưa ra kim ngạch bồi thường là 8.000 vạn đô la, khoản tiền này cũng không phải là nhỏ, nếu như Đỉnh Thiên có thể thuận lợi giành được hạng mục Phước Long thì phương diện bồi thường có thể phụ trách. Trương Dương bật cười, Lương Kỳ Hữu rốt cuộc đúng là thương nhân, những lời này của hắn tràn ngập ý tứ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trương Dương gật đầu. Bọn họ quả thực đòi 8.000 vạn đô la, nhưng bọn họ đòi thì đòi, cũng phải xem tôi có chịu trả hay không đã. Lương Kỳ Hữu nói, đoạn thời gian gần đây tôi đã đánh giá về Cảng Phước Long, tập đoàn Nguyên Hòa đầu nhập không ít vào Cảng Phước Long, bí thư Trương chỉ lưu ý tới một số thứ mà nhìn thấy được, nhưng có một số sự trả giá vô hình thì lại bị bí thư Trương xem nhẹ. Trương Dương cười nói, anh đang nói tốt cho tập đoàn Nguyên Hòa, vô cùng kỳ quái. Lương Kỳ Hữu nói, có gì kỳ quái? Trương Dương nói, anh hiện tại tiếp nhận tất cả từ tập đoàn Nguyên Hòa, khẳng định sẽ gia tăng không ít phí tổn, chẳng thà tham gia tranh thầu của chúng tôi. Lương Kỳ Hữu lại nói, tranh thầu với tập đoàn Tinh Nguyệt tôi không nắm chắc tất thắng. Trương Dương nói, Lương tiên sinh ngay cả chút lòng tin ấy cũng không có ư. Lương Kỳ Hữu nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tôi vẫn có chút tìm hiểu về Tinh Nguyệt. Trương Dương nói, từ chỗ Lương tiên sinh tôi xem như đã minh bạch cái gì gọi là thương trường như chiến trường.
Lương Kỳ Hữu cười nói, tôi không thích phát sinh tranh chấp với người khác, thường thường tranh chấp chỉ phát sinh giữa đối thủ thực lực tương đương, cho nên biện pháp tốt nhất để tránh tranh chấp chính là không ngừng đề thăng thực lực của bản thân, khiến đối thủ biết khó mà lui. Trương Dương nói, Lương tiên sinh muốn Tinh Nguyệt biết khó mà lui ư. Lương Kỳ Hữu nói, dù sao cũng phải có người nhượng bộ. Trương Dương nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, từ tiếng bước chân và tiết tấu hắn đã phán đoán người tới là một nữ tính. Một giọng nữ với khẩu Âu Quảng Đông vang lên, cha. Lương Kỳ Hữu ngẩng đầu, cười cười với con gái, giới thiệu với cô ta, Bách Ni, bí thư Trương con đã gặp rồi đó. Trương Dương đứng dậy, lễ phép chào, chào Lương tiểu thư. Lương Bách Ni cười cười với hắn, có điều nụ cười có chút miễn cưỡng, nhìn ra được cô ta không hề cao hứng. Lương Kỳ Hữu nói, ngồi xuống cùng nhau uống trà đi. Lương Bách Ni lắc đầu, con muốn ra ngoài. Hai người nói chuyện đi. Cô ta phất phất tay cáo từ Trương Dương. Lương Kỳ Hữu nhìn con gái rời đi, trong mắt hiện lên một tia ám ảnh, hơi lướt qua. Lương Bách Ni đi rồi, Lương Kỳ Hữu nói, bí thư Trương, đề nghị vừa rồi của tôi ngài thấy sao? Trương Dương nói, trình tự là buộc phải thực hiện, tôi không cho rằng anh tiếp nhận từ trong tay tập đoàn Nguyên Hòa thì có bất kỳ quan hệ gì với tranh thầu cảng Phước Long. Cho dù anh tiếp nhận tất cả nghiệp vụ ở Trung Quốc của Nguyên Hòa thì cũng sẽ không thêm phần cho tập đoàn đỉnh thiên của các anh. Lương Kỳ Hữu nói, bí thư Trương nói như vậy thì tôi cũng phải thận trọng cân nhắc một chút. Trương Dương mơ hồ đoán được giữa Lương Kỳ Hữu và Nguyên Hòa Hạnh Tử rất có thể đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Lương Kỳ Hữu không phải kẻ ngốc, hắn sẽ không bỏ ra một khoản phí chuyển nhượng lớn như vậy. Nguyên Hòa Hạnh Tử cũng sẽ không cam tâm cứ như vậy rời đi, không khéo giữa hai người đã sớm đạt thành giao dịch bí mật. Có phí chuyển nhượng hay không còn rất khó nói. Trương Dương sau khi rời khỏi Tùy Viên thì tới nơi Cố Dưỡng Dưỡng từng ở, nhìn thấy bên đó cửa phòng đóng chặt, Cố Dưỡng Dưỡng chắc không ở Kinh Thành, nhìn khóa sắt trên cửa lớn đã dính không ít vết gì, có thể đoán Cố Dưỡng Dưỡng rất lâu rồi không tới nơi này. Trương Dương bỗng nhiên nhớ ra, mình và cô ta cũng đã rất lâu rồi không liên lạc với nhau, không biết cô gái nhỏ này gần đây ra sao rồi. Lái xe rời khỏi thôn Họa Sĩ, Trương Dương gọi điện thoại cho Lưu Minh. Hẹn hắn gặp ở mặt ở Tam Nguyên Môn, vốn hẹn 11 giờ trưa, nhưng Lưu Minh lại bảo Trương Dương chờ hắn nửa giờ. Chương 2333, phát hiện bất ngờ 2. Khi Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy thằng cha này thì trên mặt tất nhiên đầy vẻ không vui, lạnh lùng nói anh gần đây bận quá nhỉ. Lưu Minh gần đây đã béo lên rất nhiều, vừa lau mồ hôi vừa nói, bí thư Trương, tôi vừa hay đang bận việc, vừa rồi gặp khách, tôi ngài gọi điện thoại thì tôi đang bàn chuyện làm ăn. Không thể ném người ta đi được, tôi còn có việc, hẹn một khách quen, ở ngay quán trà Xuân Thành phía trước. Trương Dương nói, mẹ, không ngờ còn bắt tôi đợi anh. Lưu Minh cười nói, bí thư Trương, Trương đại gia, ngài đứng nóng, tôi chỉ là bảo người ta cung cấp chút tình báo, lập tức trở lại ngay, hắn chỉ vào quán thịt lừa Hà Gian cách đó không xa, ngài tới quán thịt lừa gọi mấy món thức ăn đi, kiếm chút rượu uống trước, hôm nay tôi mời, tôi tới quán trà Xuân Thành đối diện, 15 phút thôi. Nhiều nhất 15 phút là tôi sẽ tới uống rượu với ngài. Trương Đại Quan Nhân thấy đã 12 giờ rồi, dù sao cũng phải ăn cơm trưa, vì thế gật đầu, hắn một mình đi bộ tới quán thịt lừa, gọi mấy món ăn, một bình rượu, tự châm tự uống. Ngay tại quán trà Xuân Thành đối diện, Lưu Minh lần này rất giữ lời hứa, đi vào không lâu thì ra, khiến Trương Dương không ngờ là hắn đi ra cùng Lương Bách Ni. Lưu Minh và Lương Bách Ni ở cửa lại nói gì đó, sau đó thì hai người đều tự rời đi. Trương Đại Quan Nhân có chút buồn bực, hai người này tám gậy tre cũng không nối tới nhau, giờ sao lại đi cùng nhau. Lưu Minh chờ Lương Bách Ni lái xe đi rồi, lại nhìn chung quanh, sau đó mới đeo kính râm, nghênh ngang đi qua đường cái, tiến vào quán thịt lừa. Tới trước mặt Trương Dương, hắn còn cố ý giơ tay lên nhìn đồng hồ, sao, tôi đi chưa tới một phút, đúng giờ chứ. Trương Dương nói, nữ nhân vừa rồi chính là khách hàng của anh à. Lưu Minh gật đầu, gần đây sinh ý của tòa trinh thám của tôi rất tốt, bí thư Trương, anh thấy không khí xã hội gần đây sao xấu như vậy. Khắp nơi đều là nam trộm nữ điếm, truyền thống trước đây của Trung Quốc chúng ta sao đột nhiên thoáng đến thế, có điều thoáng cũng tốt, bằng không tôi cũng không có gì làm, hiện tại, chỉ cần danh sách điều tra ngoại tình thôi tôi cũng nhận không hết rồi. Trương Dương nói, anh biết nữ nhân đó là ai không? Lưu Minh nói, cô ta là ai không quan trọng, mấu chốt là cô ta có tiền. Món làm ăn này tôi làm chắc rồi, hắc hắc, 10 vạn đồng là không thể thiếu. Cô ta tìm anh làm gì?
Trương đại quan nhân không nén được sự tò mò trong lòng. Lưu Minh nói, tìm tôi đương nhiên là giúp điều tra, cô ta hoài nghi chồng ở bên ngoài có nữ nhân. Trương Dương nói, sao lại tìm anh? Lưu Minh nói, không phải tôi chém gió, nhưng ở phương diện theo dõi thì toàn bộ kinh thành tôi xưng thứ hai thì không ai dám nói mình thứ nhất. Trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng, chồng của Lương Bách Ni chính là An Đạt Văn, cô ta hoài nghi An Đạt Văn ở bên ngoài nuôi gái, chẳng trách hôm nay khi gặp cô ta, nhìn thấy cô ta nhíu chặt mày, tình tự không tốt. Lưu Minh nói, sao? Anh rất quen thuộc với cô ta à? Trương Dương nói, cô ta tên là Lương Bách Ni, là con gái bảo bối của cảng cửu thuyền Vương Lương Kỳ Hữu, anh chắc biết chứ hả? Lưu Minh nói, tôi điều tra An Đạt Văn cũng được vài ngày rồi, đương nhiên hiểu rõ. Trương Dương nói, có phát hiện gì chưa? Lưu Minh cười cười, An Đạt Văn gần đây đi lại thường xuyên với một nữ nhân tới Nhật Bản. Trương Dương nói, ai? Lưu Minh đối với Trương Dương thì không dám giấu giếm, từ trong túi lấy ra một chồng ảnh, vừa mới cho cô ta mấy tấm, tôi không lấy ra toàn bộ có một lần, giữ lại sau này bán được giá hơn. Trương Dương cầm ảnh nhìn, trong đó không thiếu ảnh chung của An Đạt Văn và một nữ tử Nhật Bản tuổi còn trẻ, cô kia khoảng 20 tuổi. Diện mạo tuy rằng không được coi là tuyệt mỹ, nhưng cũng khá thanh thuần, cực kỳ giống nữ minh tinh Nhật Bản Momoe Yamaguchi. Trương Dương nói, cô gái này hình như không đẹp bằng Lương Bách Ni. Lưu Minh nói, cái này thì anh không hiểu rồi, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, từ xưa đến nay đều là đạo lý này. Huống chi An Đạt Văn còn trẻ lại nhiều tiền, không thể bảo hắn cả đời trung tinh với một nữ nhân được. Trương Dương xem những bức ảnh này. Phát hiện những bức ảnh này cũng không thể chứng minh An Đạt Văn và nữ tử Nhật Bản này có quan hệ quá mức thân mật, trả lại ảnh cho Lưu Minh, anh vẫn dùng những bức ảnh này để lừa tiền à? Lưu Minh nói, sao có thể gọi là lừa được, đây là một người nguyện đánh một người nguyện chịu đòn à? Trương Dương nói, trừ ảnh ra thì anh còn nói gì với cô ta nữa? Lưu Minh nói, 9 giờ tối nay, An Đạt Văn sẽ tới trang viên Bá Đốn Hào Tước, nữ nhân Nhật Bản này sống ở đó. Anh đã nói chuyện này với Lương Bách Ni chưa? Lưu Minh gật đầu nói rồi, cầm tiền của người thì phải tiêu tai cho người ta, tôi không thể lấy tiền mà không làm gì. Trương Dương uống xong chén đó thì đứng dậy, Lưu Minh nói, đừng đi vội, chúng ta tâm sự đã. Trương Dương nói, tôi còn có việc, đúng rồi, anh tốt nhất để ý chút, tiểu tử của An gia không dễ chọc đâu, nếu như bị hắn phát hiện anh đang tra hắn thì khẳng định sẽ không khách khí đối với anh đâu. 3 giờ chiều. Trương Dương tới Kiều gia thăm Kiều lão, đây là Kiều Mộng Viện yêu cầu hắn. Kiều gia gần đây rất quanh quẽ, Kiều Trấn Lương tới Tĩnh Hải thượng nhiệm, Kiều Mộng Viện, Kiều Bằng Phi hai người tới Bình Hải, Kiều Bằng Cử thì làm kinh thương ở nước Mỹ, Kiều lão đa số thời gian đều ở nhà làm bạn với đống đá của ông ta, nếu không thì chính là chăm sóc hoa cỏ giết thời gian. Trước khi Trương Dương tới đã điện thoại cho Kiều lão bảo lái xe Tông Thịnh chờ hắn ngoài cửa lớn, sau khi đón được Trương Dương thì dẫn hắn về nhà. Trương Dương ở thư phòng gặp được Kiều lão nhìn thấy hắn thì câu đầu tiên hỏi về cháu gái, sao? Mộng Viện không đi cùng cậu à? Trương Dương nói, cô ta bận chuyện chiêu thương, bảo tôi nói với ngài là muốn về kinh thành thì phải cuối năm. Kiều lão thở dài, vẻ mặt lộ ra có chút mất mát. Trương Dương nói, cô ta bảo tôi mang đến một số đặc sản Tân Hải. Kiều lão nói, tôi lớn tuổi như vậy, ăn đặc sản gì cũng không ngon. Ông ta chỉ ghế dựa bên cạnh mình. Trương Dương ngồi xuống, lại nhìn Kiều lão, cảm giác lần này tinh thần của ông ta rất không bằng trước, nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Trương Dương nói, Kiều lão, gần đây thân thể như thế nào? Tôi bắt mạch cho ngài nhé. Kiều lão lắc đầu, rất tốt, chỉ là có chút phiền muộn, tôi định ngày mai tới chỗ Trấn Lương. Trương Dương nói, ra ngoài một chút cũng tốt. Kiều lão nói, tôi nghe nói cậu gần đây phiền toái không ít. Trương Dương cười cười. Chuyện hắn ở núi Thanh Đài xử lý 7 tên ninja Nhật Bản Kiều Bằng Phi biết tất cả, chắc hẳn chuyện này hắn đã nói với Kiều lão. Trương Dương nói, Bằng Phi nói với ngài à? Kiều lão nói, không phải nó thì còn có thể là ai? Chương 2334, phát hiện bất ngờ 3. Trương Dương nói, tôi không cảm thấy đó là phiền toái, dưới tình huống đó tôi chỉ có thể làm như vậy. Kiều lão nói, có câu, lòng vong ngã của chủ nghĩa đế quốc bất tử. Bằng hữu của Trung Quốc không ít, kẻ địch cũng không ít. Trương Dương nói, tôi cảm thấy phương diện ngoại giao của chúng ta có phải hơi mềm không, rõ ràng lý ở trong tay chúng ta, vì sao phải khách khí như vậy với bọn họ. Kiều lão nói, đây là sách lược,
nếu như có thể dựa vào đánh đánh giết giết để giải quyết vấn đề thì căn bản không cần ngoại giao tồn tại. Mục đích của ngoại giao chính là không chiến mà phục người. Cậu còn trẻ, hiểu biết về phương diện này thật sự là quá ít. Trương đại quan nhân thở dài, Kiều lão, tôi phát hiện mình càng lúc càng không thích hợp với quan trường này. Kiều lão nói, với tính tình của cậu quả thực có chút không thích hợp, con người phân ra rất nhiều loại. Có người thích hợp với đánh thiên hạ, có người thích hợp với thống trị thiên hạ, loại nhân tài toàn năng thật sự là đã ít lại càng ít. Thuật nghiệp có chuyên công, đạo nghe có trước sau, chỉ cần có thể làm được hết sức là tốt rồi. Trương Dương nói, tôi trước đây cảm thấy mình không tồi, nhưng về sau so sánh với Bằng Phi thì bỗng nhiên phát hiện ngộ tính chính trị của tôi so với hắn thì kém hơn nhiều. Kiều lão nói, loại hình của hai đứa khác nhau, cậu làm việc dứt khoát hẳn hoi, nhãn điểm làm việc ở bản thân sự việc, Bằng Phi làm việc thì thâm tư thục lự, nhãn điểm của hắn ở ảnh hưởng mà chuyện có thể tạo thành. Lấy một ví dụ cụ thể, phía trước có chướng ngại chặn đường đi của hai đứa, cậu sẽ lựa chọn thanh trừ chướng ngại, mà Bằng Phi thì tám phần sẽ vòng qua. Trương đại quan nhân thở dài, Kiều lão, xem ra nhãn giới của tôi quả thực không bằng Bằng Phi. Kiều lão mỉm cười nói, cũng không cần tự coi nhẹ mình, thanh trừ chướng ngại, cậu đi qua sẽ tạo phúc cho hậu nhân, vòng qua chướng ngại, tuy rằng mình sẽ đi qua được, nhưng chướng ngại thì vẫn còn. Từ quan điểm lâu dài mà nói thì cách làm của cậu tốt hơn. Trương Dương nghĩ thầm trong quan trường hiện tại, người như mình như vậy khẳng định là không được hoan nghênh. Nghe xong những lời này của Kiều lão, bất giác có chút nản lòng thoái chí, thở dài, có lẽ tôi cứ thành thành thật thật làm bác sĩ thì tốt hơn. Kiều lão nói, bất kỳ một nghề nào cũng đều đơn thuần hơn quan trường nhiều. Ánh mắt thâm thúy của ông ta nhìn thẳng vào Trương Dương, tựa hồ nhìn thấy mâu thuẫn ở sâu trong lòng Trương Dương, nói khẽ, nhân sinh chỉ có trăm năm ngắn ngủn, đương nhiên phải làm chuyện mình cho rằng có ý nghĩa nhất, cho nên đừng nghĩ tới đi lấy lòng người khác, thống khoái cả đời mới là quan trọng nhất. Trương Dương nói, lúc trước khi tôi vừa mới tiến vào quan trường, quả thực rất khoái nhạc, nhưng hiện tại lại cảm thấy có chút bối rối. Kiều lão nói, rất bình thường, vừa mới tiến vào trong đó, cái cậu thấy chỉ là sự phong quang đắc ý, cảm thấy hư vinh được người ta ngưỡng mộ, nhưng ở trong đó cùng lâu, hư vinh và phù hoa sẽ dần dần mất đi, cậu mới có thể bắt đầu nghĩ lại mình rốt cuộc có thích hợp với cái nghề này không. Trương Dương nói, chắc là vậy. Kiều lão nói, rất ít người có thể toàn tâm toàn ý mà sống vì mình, tôi không thể, anh cũng không thể, cho nên, so với tốn thời gian ở rối rắm và làm phức tạp, chẳng thà nghĩ lại xem làm thế nào để làm nhân sinh của mình đặc sắc hơn, dù sao chúng ta rồi cũng sẽ phải già đi, chờ cậu tới tuổi của tôi rồi, cậu sẽ biết quý trọng nhân sinh. Trương Dương gật đầu. Lúc này lái xe Tông Thịnh gõ cửa tiến vào, cung kính nói, Kiều lão, xe đã chuẩn bị xong. Trương Dương kinh ngạc nói, Kiều lão, ngài muốn xuất môn ư? Kiều lão mỉm cười nói, không phải tôi, là chúng ta. Trương Dương nói, đi đâu? Cẩm Tú Viên. Nghe nói tới chỗ sắp đến, Trương đại quan nhân lập tức liền minh bạch phải tới gặp. Cẩm Tú Viên là địa phương an dưỡng mà quan lớn của Bắc Triều Tiên thường đến. Trương Dương từng nhiều lần tới đó, chữa bệnh cho tướng quân Lý Ngân Nhật của Bắc Triều Tiên. Lần trước đi là để gặp Lý Xương Kiệt, con trai của Lý Ngân Nhật. Trương Dương đi theo Kiều lão lên xe, nói khẽ tôi và nhà bọn họ có chút hiểu lầm. Kiều lão lạnh lùng nói, nếu là hiểu lầm thì phải nói rõ ràng. Trương Dương gật đầu, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, tuy rằng Lý Xương Kiệt không hề đổ cái chết của em trai Lý Xương Phổ lên đầu hắn, nhưng Trương Dương cho rằng Lý gia trong chuyện này khẳng định liệt mình vào một trong những người hiểm nghi. Trương đại quan nhân cũng không muốn phát sinh quá nhiều liên hệ với bọn họ. Kiều lão đối với chi tiết cụ thể trong đó thì hiển nhiên là không rõ lắm. Nhưng Kiều lão đã mở miệng bảo hắn tới thì Trương Dương cũng không tiện cự tuyệt. Trên đường tới Cẩm Tú Viên, Trương Dương nói, Lý tướng quân có phải lại phát bệnh hay không? Kiều lão nói, cậu gặp rồi sẽ biết. Tới Cẩm Tú Viên, người ra đón là Lý Xương Kiệt. Từ vẻ mặt lo âu của Lý Xương Kiệt, Trương đại quan nhân đã đoán được Lý Ngân Nhật 89 phần 10 lại phát bệnh, hơn nữa bệnh tình không được lạc quan. Bởi vì Kiều lão ở đây, Lý Xương Kiệt chỉ gật đầu với Trương Dương, không hề nhiều lời. Dẫn Kiều lão tới nơi Lý Ngân Nhật nghỉ ngơi. Lý Xương Kiệt nói khẽ, Kiều lão, cha tôi kiên trì muốn gặp ngài, cho nên tôi mới mạo muội quấy rầy sự yên tĩnh của ngài. Kiều lão mỉm cười nói, tôi và cha anh là lão bằng hữu. Lý Xương Kiệt gật đầu ra hiệu cho vệ binh trước cửa lui ra, cùng Kiều lão và Trương Dương đi vào trong phòng. Lý Ngân Nhật nằm trên giường, nhìn thấy Kiều lão đến, giãy giụa muốn ngồi dậy, Kiều lão ngăn cản, nằm xuống, tôi cũng dẫn Trương Dương tới.
Trương Dương tiến vào phòng, liền lưu ý quan sát sắc mặt của Lý Ngân Nhật, nhìn thấy sắc mặt của hắn mờ mịt, đôi mắt đã biến thành màu đen, môi cũng biến thành màu đỏ tím, tóc cũng rụng đi không ít, cả người so với lần trước khi nhìn thấy thì tựa hồ già đi cả mấy chục tuổi. Lý Ngân Nhật nhìn thoáng qua Trương Dương. Kiều lão nói, để Trương Dương xem cho anh trước đã. Trương Dương tới cạnh giường, quan sát ánh mắt của Lý Ngân Nhật, phát hiện ánh mắt của Lý Ngân Nhật đã trống rỗng và hư vô, tựa hồ như mất đi linh hồn, Trương Dương thầm than trong lòng, dương thọ của người này đã hết, 89 phần 10 là không có thuốc nào cứu được. Ngón tay Trương Dương đặt lên mạch của Lý Ngân Nhật, hắn rất cẩn thận, rất nghiêm túc, ước chừng qua 5 phút đồng hồ bắt mạch cho Lý Ngân Nhật, sau đó lại nhìn mí mắt, bựa lưỡi và móng tay Lý Ngân Nhật một chút, sau khi xem xong, hắn nói với Kiều lão, các ngài nói chuyện đi, tôi ra ngoài kê đơn. Lý Xương Kiệt nói, tôi đi với anh. Hai người tới thư phòng bên cạnh, Lý Xương Kiệt nói khẽ, như thế nào? Trương Dương thở dài, ngồi xuống ghế thái sư, anh là muốn nghe lời nói thật hay là nói dối? Lý Xương Kiệt nói, tất nhiên là nói thật rồi. Trương Dương nói, Lý tướng quân bệnh tình nguy kịch, tôi bất lực. Lý Xương Kiệt mấy máy môi, chán nản nói, tôi đã sớm biết được kết quả này. Thật ra trước Trương Dương đã có không ít danh y chẩn đoán cho phụ thân, Lý Xương Kiệt đối với kết quả này cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Trương Dương nói, thật xin lỗi. Lý Xương Kiệt nói, không cần nói như vậy, con người ta ai cũng có ngày phải chết, cha tôi sẽ vĩnh viễn sống trong lòng người dân và tôi. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy những lời này của hắn thì không nhịn được buồn cười, chết chính là chết, sống ở trong lòng thì được cái rắm. Có điều hắn đương nhiên sẽ không cười vào những lúc như thế này, nói khẽ có câu tôi không biết có nên nói hay không. Lý Xương Kiệt gật đầu, cứ nói đừng ngại. Trương Dương nói, Lý tướng quân gần đây có phải từng bị bắn không? Trong ánh mắt của Lý Xương Kiệt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó mới nói khẽ, y thuật của anh quả nhiên lợi hại, cha tôi 3 tháng trước bị bắn lén, trúng một phát, có điều thương thế không phải quá nặng. Trương Đại Quan Nhân thẳng thắn, trước đây tôi khi chữa bệnh cho Lý tướng quân đã đặc biệt dặn dò, nếu như bảo trì thân thể khỏe mạnh, nhất định phải bỏ hẳn một số thói quen không tốt, nữ sắc và rượu, hai thứ này tuyệt đối không thể đụng vào. Nhưng từ mạch tượng vừa rồi cho thấy, ông ta không hề làm theo lời tôi nói. Lý Xương Kiệt thở dài, cha lần trước tới Trung Quốc sau khi được anh chữa khỏi bệnh thì cả người quả thực thay đổi rất nhiều, nhưng về sau khi em trai tôi ngộ hại, chuyện này đã đả kích ông ta rất lớn, ông ta không thể không dựa vào một số thứ khác để gây tê mình, giảm bớt đau khổ. Trương Dương gật đầu, đây cũng là chuyện thường tình của nhân sinh. Lý Xương Kiệt nói, theo anh thấy thì cha tôi còn có thể sống bao lâu? Trương Đại Quan Nhân nói, vấn đề này rất khó trả lời, người ta có thể sống bao lâu thì tôi tuyệt đối không thể định đoạt được. Lý Xương Kiệt nói, có thể kéo dài 3 tháng không? Trương Dương nghĩ nghĩ rồi cuối cùng vẫn lắc đầu, rất khó. Chỉ sợ ngay cả 1 tháng cũng khó. Vẻ mặt Lý Xương Kiệt trở nên trầm trọng hơn. Trương Dương nói, thật ra anh cũng nên nhìn thoáng chút, anh cũng sẽ có ngày này. Lý Xương Kiệt nói, chúng ta ra ngoài xem. Kiều Lão và Lý Ngân Nhật cũng không nói chuyện nhiều, sau chừng 10 phút thì xong, khiến Trương Dương không ngờ, Lý Ngân Nhật đề xuất muốn gặp riêng mình. Chương 2335, phát hiện bất ngờ 4. Trương Dương lại tới bên giường của Lý Ngân Nhật. Lý Ngân Nhật nhìn Trương Dương rồi nói khẽ, nói thật với tôi đi, tôi còn sống được bao lâu nữa? Trương Dương nói, rất quan trọng à. Lý Ngân Nhật nói, tôi không thể chết được. Trương Dương nói, bất kỳ ai cũng phải chết, đơn giản là sớm hay muộn thôi. Hắn không đồng ý với những lời này của Lý Ngân Nhật, cái gì gọi là ông không thể chết được, ông là tướng quân của Bắc Triều Tiên thì cũng không có gì đặc thù cả, nên chết thì phải chết. Lý Ngân Nhật nói, tôi còn tâm nguyện chưa xong, tôi hiện tại nếu chết thì tất sẽ có nội loạn. Ông ta nắm cổ tay Trương Dương, ánh mắt đột nhiên sáng rực lên, trong đó tràn ngập sự tha thiết, giúp tôi thêm một lần nữa thôi. Cho tôi thêm 2 tháng, để tôi an bài tất cả. Trương Dương nói, tôi cũng không phải là thần tiên. Lý Ngân Nhật nói, 1 tháng, tôi chỉ cập 1 tháng thôi, chỉ cần cậu giúp tôi làm thành tâm nguyện này thì tôi có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện nào của cậu. Trương Đại Quan Nhân thật sự có chút dở khóc dở cười. Tôi có gì mà phải yêu cầu ông? Ông có thể cho tôi tìa hay là địa vị? Cảm giác của Lý Ngân Nhật này quá lầm rồi, giống như nhận định người khác ai cũng phải cầu hắn. Ông khệnh thế sao phải chạy tới Trung Quốc cầu y làm gì? Trương Dương cuối cùng vẫn không gật đầu luôn, ra bên ngoài. Nhìn thấy Kiều Lão ngồi trong lương đình chờ hắn, Trương Dương đi tới, Tông Thịnh rời khỏi lương đình,
để hai người có không gian nói chuyện riêng tư. Kiều lão nói, tình huống của Lý tướng quân thế nào? Ở trước mặt Kiều lão, Trương Dương ăn ngay nói thật, bệnh rất nguy kịch, mệnh không còn lâu nữa. Kiều lão nói, chính là không cứu được. Trương Dương gật đầu. Kiều lão nói, gần đây nội bộ quân đội bọn họ tồn tại một số dị động, nếu hắn vào lúc này gặp chuyện không may. Phát triển tiếp sau rất không lạc quan. Trương Dương nói, tôi còn tưởng rằng hắn sợ chết, thì ra hắn là muốn sống lâu thêm vài ngày để liệu lý hậu sự. Kiều lão nói, bọn họ và chúng ta ở rất nhiều phương diện lợi ích có tương quan chặt chẽ, nếu như có thể giúp thì cứ giúp hắn một lần. Trương Dương nói, vừa rồi Lý tướng quân nói, tôi chỉ cần giúp hắn sống thêm được một tháng thì hắn có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của tôi. Kiều lão, ngài nói xem, nếu tôi đề xuất tới Bắc Triều Tiên làm tướng quân thay hắn thì hắn liệu có đáp ứng không? Vào những lúc như thế này thằng ôn này không ngờ vẫn không quên nói đùa, Kiều lão không khỏi mỉm cười. Ông ta nói khẽ, nếu Lý tướng quân đã xuất ra thành ý lớn như vậy thì cậu cũng không ngại cân nhắc một chút, đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là cậu có thể làm được. Trương Dương nói, trung y có một môn phái, lấy kích phát tiềm năng của thân thể làm mục đích, loại phương pháp này tuy rằng có thể trong ngắn hạn để thăng sinh mệnh lực của một người, nhưng có chút ý tứ đốt cháy giai đoạn, đối với một người thì hao tổn cực lớn, người bình thường sử dụng loại phương pháp này thì thậm chí sẽ giảm bớt mấy năm, thậm chí mười mấy năm thọ mệnh, có điều đối với một người sinh mệnh vốn chỉ có lại không được bao nhiêu mà nói thì cũng không để ý thêm bớt vài ngày thọ mệnh, nếu như tôi hết sức trị liệu giúp hắn. Có lẽ hắn có thể sống thoi thóp hai tháng. Nhưng loại trạng thái này với hắn mà nói thì chắc cũng không có tác dụng gì, nếu như tôi lợi dụng thủ đoạn vô cùng, có thể khiến hắn ở trong mắt người ngoài trông như người khỏe mạnh, nếu như tất cả thuận lợi thì hắn chắc có thể uy phong một tháng, tôi nghĩ một tháng này với hắn mà nói chắc là đủ rồi. Kiều lão nói, tôi đi trước, cân nhắc một chút điều kiện của Lý tướng quân, cơ hội như vậy chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Trương đại quan nhân nhìn Kiều lão đi xa, vẻ mặt bối rối, những lời Kiều lão lưu lại cuối cùng đầy thâm ý. Xem ra lão gia tử cũng đồng ý để mình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng vấn đề là mình nên yêu cầu gì? Lý Ngân Nhật có thể giúp mình làm gì? Lý Sương Kiệt tới bên cạnh Trương Dương, nói khẽ anh không đi với Kiều lão à? Trương Dương có chút bất mãn chừng mắt lườm hắn một cái, tôi đi rồi ai cứu lão gia tử nhà các anh? Lý Sương Kiệt nghe hắn nói như vậy thì lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, theo như lời anh nói thì cha tôi còn cứu được. Trương Đại Quan Nhân nói, vậy phải xem ý tứ của ông ta, là muốn làm bệnh nhân sống thoi thóp thêm hai tháng hay là muốn làm tướng quân uy phong lẫm lẫm một tháng. Lý Ngân Nhật đối mặt với lựa chọn Trương Dương đưa ra thì không chút do dự lựa chọn cái sau. Sau khi xác định lựa chọn của hắn, Trương Đại Quan Nhân tới thư phòng kê thuốc, những thứ này đều là dược vật kích thích căn nguyên, nói trắng ra trên ý nghĩa nào đó thì không sai biệt lắm với thuốc kích thích. Trương Đại Quan Nhân trước tiên cho Lý Ngân Nhật ăn một viên nghịch thiên đan. Thứ chân quý này bình thường thằng cha này cũng không nỡ bỏ ra. Lý Ngân Nhật ăn xong nghịch thiên đan Trương Dương đưa thì thở hổn hển, nghỉ ngơi cả nửa ngày mới, cậu cần tôi làm gì cho cậu? Trương Đại Quan Nhân nói, trước mắt vẫn chưa nghĩ ra. Lý Ngân Nhật chỉ vào Lý Sương Kiệt đứng bên cạnh Trương Dương, tôi hiện tại chỉ có đứa con trai Sương Kiệt này, nhân tình tôi nợ cậu thì nó sẽ trả. Sương Kiệt, con nhớ kỹ, từ giờ trở đi. Bất kể Trương Dương muốn con giúp hắn làm gì thì con cũng phải đáp ứng vô điều kiện, ân tình của cậu ta đối với Lý gia chúng ta con cả đời cũng không trả hết được. Trương Đại Quan Nhân nghĩ thầm thế hơi nặng nề quá rồi, nhưng mình đúng là không nghĩ ra nên yêu cầu hắn làm gì. Trương Dương nói, hôm nay trước tiên uống thuốc đã, với sức khỏe hiện tại của ông thì cũng không thích hợp hạ thuốc mạnh, điều dưỡng hai ngày, ngày kia tôi đảm bảo ông sẽ có thể khôi phục như bình thường, có điều lời xấu nói trước. Loại phương pháp này chỉ có thể cam đoan ông trong một tháng giống như người bình thường, giống như một châm tề cường tâm, vừa mới châm xong thì tinh thần chấn hưng, nhưng dược hiệu hết rồi, thân thể ông sẽ mất hết sức, đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu. Lý Ngân Nhật nói, chỉ cần có thể sống thêm một tháng, để tôi hoàn thành chuyện chưa xong thì đủ rồi. Trương Dương nói, một tháng thì chắc không có vấn đề gì. Tối hôm đó Lý Sương Kiệt đặc biệt sai người an bài ẩm thực đặc sắc của Bắc Triều Tiên. Mở tiệc chiêu đãi vị thần y Trương Dương này. Trên bàn đặt mao đài đặc sản của Trung Quốc, Lý Sương Kiệt nói, tôi biết anh không uống quen rượu của Bắc Triều Tiên chúng tôi, cho nên vẫn nhập gia tùy tục. Trương Dương cười nói, nhập gia tùy tục thì phải uống rượu sái. Lý Sương Kiệt nói, uống mao đài vẫn ngon hơn, tửu lượng của hắn không tồi, rót đầy một mỗi cốc thủy tinh. Trương Đại Quan Nhân nhìn thức ăn trên bàn, nghĩ thầm thứ nhắm rượu có chút chán ngắt, không ngờ Lý Sương Kiệt cầm chén rượu lên. Kính trước một ly.
Trương đại quan nhân cũng chỉ có thể bồi hắn một ly, lúc này đầu bếp bưng thịt nướng lên, trong nhất thời mùi thịt bốn phía, Lý Xương Kiệt nói, nếm thử đặc sắc của chúng tôi đi. Trương Dương gắp một miếng thịt ba chỉ bỏ vào trong miệng, hỏa hậu nướng thịt ba chỉ rất vừa, Trương Dương nói, không tồi. Lý Xương Kiệt nói, đầu bếp của Cẩm Tú Viên trước đây vẫn luôn phụ trách quốc yến của Bắc Triều Tiên, tôi nghĩ tới việc ăn ở của cha tôi, đặc biệt điều hắn tới bên cạnh cha. Hắn đứng dậy kính Trương Dương, tôi kính anh. Trương đại quan nhân có chút không chịu nổi, này, có cần khách khí như vậy không, chúng ta cũng không phải là mới quen biết. Lý Xương Kiệt nói, cha nói anh là ân nhân của Lý gia chúng tôi, từ nay về sau tôi sẽ dùng lễ ân nhân để đối đãi. Trương đại quan nhân là hạng người sợ nhất người khác kính hắn, vốn nghĩ mãi vẫn không biết nên đề xuất điều kiện gì, nhưng thịt ăn rồi, rượu cũng uống rồi, đến bây giờ vẫn không nghĩ ra mình có yêu cầu gì. Hình như hơn phân nửa thời gian đều là người khác cầu hắn, hắn thì không có gì cầu người khác, nhìn thấy Lý Xương Kiệt khách khí như vậy đối với hắn, cảm thấy thật sự có chút ngượng ngùng, thật ra hắn vốn cũng không muốn cứu Lý Ngân Nhật, vốn có ý đồ muốn để Lý Ngân Nhật tự sinh tự diệt, nếu như không phải Kiều lão mở miệng thì chuyện này hắn cũng không muốn dính vào. Trương Dương nói, chuyện ân nhân chúng ta đừng nói nữa, lời nói đó của Lý Tướng Quân tôi cũng nghe thấy rồi, anh cũng đừng làm như nợ nhân tình tôi quá nhiều. Như vậy tôi cũng cảm thấy không được tự nhiên, yên tâm, tôi khẳng định sẽ làm hết ức, tôi sẽ bỏ ra hết tuyệt học cả đời để trị liệu cho Lý Tướng Quân, cái khác không nói, 30 ngày thì tôi cam đoan với anh, nếu như trời cao chiếu cố thì không khéo còn có thể chống đỡ thêm 8 ngày 10 ngày. Thằng cha này rất sợ kính, Lý Xương Kiệt vừa khách khí với hắn thì lập tức cho Lý Ngân Nhật thêm vài ngày. Lý Xương Kiệt mấp máy môi, kích động nói, ơn nghĩa này tôi thực sự không biết lấy gì báo đáp. Hắn cầm chén rượu đút vào trong tay Trương Dương. Trương đại quan nhân không thể không đứng lên, anh đừng khách khí, tôi uống là được. Lý Xương Kiệt uống rượu cũng cực kỳ hào sảng, ngửa cổ uống cạn. Trương đại quan nhân trong chuyện uống rượu thì trước giờ cũng không kém ai, cũng uống hết. Lý Xương Kiệt nói, ân nhân, tôi có yêu cầu quá đáng. Trương đại quan nhân gật đầu nói, anh nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ làm hết sức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 237.